Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 150. Diệp Huyên nói, vậy không sao, lập tức bắt đầu đi. Thần thú nói tiếp, người nghe ta nói hết đã. Diệp Huyên gật đầu, người nói. Thần thú nói, nếu linh hồn của ngươi và nàng ta giao hòa, bồi bổ cho nàng ta thì linh hồn của hai ngươi sẽ nảy sinh một vài chuyện kỳ diệu, nàng ta có thể biết được một vài suy nghĩ trong lòng ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể biết được một vài suy nghĩ trong lòng nàng ta. Nói đơn giản thì hai người các ngươi giống như thẳng thắn với nhau vậy, thật sự là thẳng thắn lẫn nhau, thái độ của nàng ta đối với ngươi hay thái độ của ngươi với nàng ta, hai bên đều sẽ biết rõ ràng. Không chỉ vậy, đồng thời khi nàng ta hấp thu linh hồn của ngươi thì linh hồn ngươi sẽ trở nên yếu đi. Nếu nàng ta tham lam thì nàng ta hoàn toàn có thể trực tiếp nuốt chửng linh hồn ngươi. Diệp Huyên có chút do dự. Thần thúc khẽ cười, sợ rồi. Diệp Huyên cười nói, ta sợ gì? Nói rồi, hắn nhìn đạo nhất, ta có một cách có thể cứu cô, chính là giao hòa linh hồn. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, giao hòa linh hồn. Diệp Huyên gật đầu, hắn lập tức thoát hồn, sau đó trực tiếp đi vào trong cơ thể đạo nhất. Đạo nhất ngây người. Lúc này, thần thú đột nhiên nói, người đi vào trong cơ thể con gái người ta làm gì? Diệp Huyên ngơ ngác, giao hòa linh hồn, chẳng lẽ không phải đi vào trong cơ thể nàng ấy sao? Thần thú cạn lười, đại ca à, ai nói giao hòa linh hồn thì phải đi vào thân thể nàng ta chứ? Linh hồn nàng ta có thể tách khỏi cơ thể mà. Người đi vào trong cơ thể một cô gái, người nghĩ cái gì vậy? Diệp Huyên đen mặt, tiền bối cũng không nói rõ gì cả. Thần thú nói, ngươi cũng chẳng hỏi ta. Tiểu tử, suy nghĩ ngươi không đơn thuần gì cả. Diệp Huyên. Diệp Huyên vội vàng rời khỏi thân thể đạo nhất, bởi vì ở bên trong thân thể đạo nhất, hắn cảm nhận được một vài chuyện không thể nói. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nhạt, hiểu lầm. Hiểu lầm, cô mau thoát linh hồn đi, chúng ta giao hòa linh hồn. Đạo nhất cười nói, ngươi có biết giao hòa linh hồn là gì không? Diệp Huyên gật đầu, biết. Đạo nhất chớp mắt, vậy ngươi còn nguyện ý sao? Diệp Huyên cười nói, đừng phí lời rông dài như vậy. Bắt đầu đi. Đạo nhất im lặng một lúc, sau đó thoát hồn. Dưới sự hướng dẫn của thần thú, linh hồn hai người lập tức bắt đầu giao hòa. Khi linh hồn hai người giao hòa, hai người đều có chút mất bình tĩnh. Nhất là Diệp Huyên. Bởi vì lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mọi thứ của đạo nhất. So với thủy nhũ, giao hòa còn đáng sợ hơn. Tại sao lại nói đáng sợ? Bởi vì dưới trạng thái này, hai người thật sự là biết rõ lẫn nhau. Cả hai không có bất kỳ bí mật gì. Cứ như vậy, đạo nhất bắt đầu hấp thụ linh hồn Diệp Huyên từng chút một, mà đạo nhất cũng không hấp thụ quá mức, vì nếu nàng ta hấp thụ quá mức thì sẽ khiến linh hồn của Diệp Huyên tổn thương không thể cứu chữa. Diệp Huyên cũng không thăm dò những chuyện trước đây của đạo nhất quá nhiều, tôn trọng lẫn nhau cũng là chuyện nên có. Mặc dù chỉ cần hắn muốn, thì hắn có thể biết được mọi thứ. Nhưng, hắn không làm vậy. Khoảng chừng một canh giờ sau, đạo nhất dừng lại, nàng ta nhìn Diệp Huyên, được rồi. Diệp Huyên hỏi trong lòng, tiền bối, được rồi sao? Thần thú nói, được rồi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyên nói, cảm giác có chút suy yếu. Thần thú nói, vậy là bình thường, người tu dưỡng một thời gian là được, còn về tiểu nha đầu này, tạm thời nàng ta không có chuyện gì nữa, nhưng ngươi vẫn phải nghĩ cách tìm một vài đồ bổ cho linh hồn nàng ta, linh hồn của cao thủ ý cảnh. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói rồi, linh hồn hắn quay lại trong thân thể. Linh hồn đạo nhất cũng quay lại trong thân thể. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, bây giờ cảm thấy thế nào? Đạo nhất khẽ gật đầu, tốt hơn nhiều rồi. Diệp Huyên quay người nhìn lốc xoáy phía sau, sau đó nói, phòng ấn nơi này e rằng không chống chọi được nửa tháng nữa. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, phụ thân và muội muội ngươi thì sao? Diệp Huyên nói, đi rồi. Đạo nhất trầm giọng nói, có thể liên lạc với bọn họ không? Diệp Huyên cười nói, chuyện tiếp theo, tự ta gánh vác. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, ta có một tin tốt và một tin xấu, người muốn nghe cái nào trước? Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, tin xấu trước đi. Đạo nhất trầm giọng nói, người biết năm đó tại sao lại chết không? Diệp Huyên lắc đầu.
Đạo Nhất nhìn rồi khẽ nói, năm đó có một thế lực thần bí nhúng tay vào, khi đó ta từng điều tra thế lực này, chính là Diệp tộc của Vĩnh Sinh Giới. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Vĩnh Sinh Giới. Đây lại là cái gì vậy? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, Vĩnh Sinh Giới là một nơi rất đáng sợ, nơi đó sở hữu một linh khí rất kinh khủng, chính là Vĩnh Sinh Chi Khí. Khi này có thể khiến bất tử. Diệp Huyên chớp mắt, bất tử. Cô chắc chắn. Đạo Nhất gật đầu, nghe nói là vậy, Vĩnh Sinh Chi Khí, có thể khiến người ta bất tử. Nhưng... nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nghe nói Vĩnh Sinh Chi Khí cũng không phải là vô tận. Diệp Huyên. Đạo Nhất trầm giọng nói, vừa nãy ta nói tin xấu với ngươi chính là chủ nhân trước đây đến từ Vĩnh Sinh Giới, nhưng hắn là bị đuổi ra. Năm đó khi chủ nhân chống lại dị duy tộc, Diệp tộc kia từng xuất hiện, mà lúc đó, chủ nhân và bọn họ đã nói chuyện, về sau không biết vì nguyên do gì mà chủ nhân lại lựa chọn cái chết. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, lúc ta giết hắn, hắn không hề phản kháng, hắn nói, chết trong tay ta, hắn cũng không oán giận. Diệp Huyên trầm giọng nói, Diệp tộc gì đó tại sao lại không chém tận giết tuyệt vậy? Đạo Nhất lắc đầu, không phải không chém tận giết tuyệt, mà là không nghĩ đến, mọi người đều không ngờ luân hồi có thể miễn cưỡng đưa ngươi vào trong luân hồi. Trong tình huống lúc ấy, ngươi đã thực sự chết rồi. Nhưng, luân hồi lại lợi dụng quy tắc ngươi từng tạo ra tại vùng vũ trụ này, mạnh mẽ dùng quy tắc đưa ngươi vào trong luân hồi. Nàng ta đã giấu được mọi người. Diệp Huyên trầm giọng nói, các ngươi tìm được nàng ta chưa? Đạo Nhất gật đầu, tìm được rồi. Nhưng cũng giống như ngươi, đều không thức tỉnh. Diệp Huyên hỏi, ai? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc chắn muốn biết sao? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Đạo Nhất trầm giọng nói, chính là Diệp Liên. Diệp Liên. Diệp Huyên ngây người. Đạo Nhất trầm giọng nói, ban đầu sau khi nàng ta luân hồi, đã lựa chọn luân hồi đến bên cạnh ngươi, nhưng, nàng ta cũng giống ngươi, đều không thức tỉnh. Diệp Huyên không nói gì. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, ngươi định làm gì? Diệp Huyên cười nói, Diệp Liên là muội muội ta, chuyện này, không thể thay đổi. Đạo Nhất khẽ gật đầu. Diệp Huyên nói, Diệp tộc vẫn có thể đến tìm ta không? Đạo Nhất gật đầu, chắc chắn sẽ đến, bởi vì gia tộc như bọn họ, ngay cả cỏ cũng muốn diệt tận gốc, đặc biệt là ngươi yêu nghiệt nhất năm đó, bọn họ không thể để ngươi sống sót. Gương mặt Diệp Huyên u ám, người dị duy ta vẫn còn chưa giải quyết, giờ lại xuất hiện thêm Diệp tộc, thật sự muốn ép người hiền thành ác sao? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, ép hiền thành ác. Diệp Huyên cười nhạt, ý ta là ta thật sự chỉ muốn dựa vào bản thân, không muốn dựa vào cha hay muội muội. Đạo Nhất trầm giọng nói, bọn họ có thể không thực sự sợ cha và muội muội ngươi. Gia tộc mạnh như vậy, không phải bành trướng bình thường, bọn họ căn bản không để mắt đến người thường, mà khi bọn họ đối mặt với phụ thân và muội muội ngươi, e rằng cũng muộn rồi. Nhưng phụ thân và muội muội ngươi hiện tại sợ rằng sẽ không nhúng tay vào chuyện của ngươi, vì vậy, ngươi phải nghĩ cách đối phó với Diệp tộc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào này. Diệp tộc. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, rốt cuộc ta đây đã tạo ra nghiệt gì vậy? Một kẻ địch còn chưa giải quyết xong, lại xuất hiện một kẻ địch mới. Nói xong, hắn nhìn Đạo Nhất, ta đã không muốn nỗ lực phấn đấu nữa rồi. Thật đó. Đạo Nhất. Lúc này quả thực Diệp Huyên có chút buồn bực, dị duy tộc này còn chưa xử lý xong, lại có một Diệp tộc gì đó xuất hiện, có còn muốn người ta sống nữa hay không? Quan trọng nhất là, hắn chẳng làm gì cả. Mà Diệp tộc này lại muốn giết chết hắn, bản thân trời sinh tự kéo theo hận thù sao? Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên lại vội hỏi, không phải còn tin tốt sao? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, là một tin tốt. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, tin tốt gì vậy? Đạo Nhất trầm giọng nói, tin tốt chính là dị duy tộc có khả năng vì muốn độc chiếm bản thể đại đạo của ngươi, nên tạm thời sẽ không liên lạc với Diệp tộc. Diệp Huyên trầm giọng nói, đây chính là tin tốt. Đạo Nhất gật đầu, bọn họ chỉ cần tạm thời không tìm đến Diệp tộc, thì chúng ta có thể kéo thêm chút thời gian này chính là cơ hội của chúng ta. Diệp Huyên bỗng hỏi, người mạnh nhất dị duy tộc là ai? Đạo Nhất ngẫm nghĩ rồi nói, chắc là tộc trưởng, nhưng bên trong dị duy tộc, ta cũng không biết nhiều, năm đó lúc chủ nhân đại chiến với bọn họ, dị duy tộc xuất hiện rất nhiều cao thủ trước giờ chưa từng xuất hiện.
Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, mặc kệ vậy. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ của chúng ta là bồi dưỡng những cao thủ ngụy ý cảnh kia thành ý cảnh. Chúng ta đi. Dứt lời, ba người đã biến mất không dấu vết. Trong tinh không, một người đàn ông đi xuyên qua tinh vực. Người này chính là tư cảnh kia. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, tư cảnh dừng lại, mà lúc này ông ta đã đi vào trong thần khư truyền thuyết kia. Đây là một vùng thần khư, cả tinh không đều là phế tích, khắp nơi đều đổ nát hoang tàn. Tư cảnh liếc nhìn xung quanh, ông ta tiếp tục đi vào, đi không bao lâu, thì ở chính giữa đống phế tích kia, ông ta nhìn thấy một cô gái. Cô gái váy trắng. Mà lúc này, cô gái váy trắng đang chơi cờ với một cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng nhìn bàn cờ trước mặt, rơi vào trầm tư. Tư cảnh nhìn cô gái váy trắng, một lúc sau, ông ta khẽ cười nói, nghe nói Diệp tộc trước giờ giết người đều chỉ dùng một kiếm, đừng để ta thất vọng. Nói xong, ông ta đi về phía cô gái váy trắng. Cùng với cô gái tóc trắng chìm vào lặng im suy nghĩ, toàn bộ tinh không cùng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tư cảnh đi đến gần hai cô gái, nhưng hai cô gái không hề liếc mắt nhìn ông ta, trực tiếp bỏ qua ông ta. Tư cảnh nhìn về phía bàn cờ, trên bàn cờ chỉ còn chưa đến 5 quân. Một người chỉ đi được mấy nước. Đúng lúc này, cô gái tóc trắng đột nhiên bỏ cuộc, ta thua rồi. Thua rồi. Bên cạnh, tư cảnh sửng sốt. Không phải mới đi mấy nước à? Sao lại thua rồi? Cô gái váy trắng đứng dậy muốn rời đi, cô gái tóc trắng đột nhiên nói, trong khoảnh khắc ta đặt cờ xuống thì ta đã thua rồi, phải không? Cô gái váy trắng lắc đầu. Cô gái tóc trắng sửng sốt. Cô gái váy trắng nói, khi ngươi để ta và ngươi đánh cờ thì ngươi đã thua rồi. Cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, ngươi chưa từng thua. Cô gái váy trắng liếc nhìn cô gái tóc trắng, ngươi thấy ta giống như từng thua rồi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô gái tóc trắng. Cô gái váy trắng quay người rời đi. Cô gái tóc trắng nhìn cô gái váy trắng, đánh hai chiêu chứ. Cô gái váy trắng lại lắc đầu. Cô gái tóc trắng nhíu mày, vì sao? Cô gái váy trắng cũng không quay đầu lại, ngươi không phải đối thủ của ta. Cô gái tóc trắng. Lúc này, tư cảnh đột nhiên cười nói, các hạ nói vậy cũng ngông cuồng quá rồi. Ngay sau đó, cô gái tóc trắng đột nhiên vung ra một chưởng. Bịch. Tư cảnh còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Tư cảnh choáng váng. Cô gái tóc trắng nhìn tư cảnh, ta nói chuyện với tiền bối, người giống như con sâu cái kiến ngươi cũng xứng xen vào. Người giống như con sâu cái kiến. Cả người tư cảnh như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Trong mắt cô gái này mình chỉ là con sâu cái kiến. Nàng ta nói sai không? Hoàn toàn không. Một đòn của mình cũng không tiếp được, không phải con sâu cái kiến thì là gì? Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô gái tóc trắng kinh khủng này lại gọi cô gái váy trắng là tiền bối. Nói cách khác, cô gái váy trắng này còn mạnh hơn cô gái tóc trắng. Tư cảnh đột nhiên hoảng sợ. Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng thoáng nhìn khu hoang tàn này, nơi này đã từng xảy ra cuộc chiến lớn. Cô gái tóc trắng gật đầu, đúng. Cô gái váy trắng nói, ngươi thua. Cô gái tóc trắng gật đầu, thua rồi. Cô gái váy trắng đột nhiên giơ ngón tay khẽ vạch một cái, một hư ảnh xuất hiện ở nơi không xa phía trước cô gái tóc trắng, hư ảnh này chính là Diệp Huyên. Cô gái tóc trắng nhìn cô gái váy trắng, có ý gì? Cô gái váy trắng nói, một ngày kia, nếu hắn đến nơi này, đừng làm khó hắn. Cô gái tóc trắng gật đầu, được. Cô gái váy trắng đi về nơi xa. Cô gái tóc trắng muốn nói lại thôi. Lúc này, cô gái váy trắng ở nơi xa chợt nói, trong lòng bế tắc, nếu không phá, há có thể đứng dậy. Nghe vậy, đồng tử cô gái tóc trắng đột nhiên co rụt lại. Hai tay nàng ta chậm rãi nắm chặt, một lúc lâu sau, nàng ta chợt bật cười. Trong lòng bế tắc. Hóa ra, mình đã nhập ma chướng. Cô gái tóc trắng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, mà giây phút này, cô gái váy trắng đã biến mất không thấy đâu nữa. Cô gái tóc trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay nàng ta, một luồng sức mạnh to lớn bay ra.
Khi luồng sức mạnh này lan ra, không gian xung quanh dần dần tan biến, ngay cả thời gian duy độ cũng đang tan biến. Thần lực ma kha. Lúc này, Tư Cảnh ở cách đó không xa đột nhiên khiếp sợ hô lên, ngươi là thần nữ ma kha của vĩnh sinh giới năm đó. Cô gái tóc trắng quay đầu nhìn Tư Cảnh, ngươi biết ta. Thấy cô gái tóc trắng thừa nhận, cơ thể Tư Cảnh lập tức run rẩy. Thần nữ ma kha, năm đó được mệnh danh là cao thủ đệ nhất của vĩnh sinh giới. Mà năm đó, ma kha thần tộc chính là tộc lớn nhất vĩnh sinh giới, nhưng về sau, không biết vì nguyên nhân gì, ma kha thần tộc biến mất chỉ sau một đêm, kể từ đó toàn bộ vĩnh sinh giới không còn ma kha thần tộc nữa. Sở dĩ ông ta biết ma kha thần tộc, vẫn là bởi vì năm đó đến vĩnh sinh giới điều tra về Diệp Thần nên biết được. Ông ta không ngờ lại gặp được cao thủ đệ nhất vĩnh sinh giới năm đó ở nơi này. Thần nữ ma kha. Đây chính là nhân vật vô địch thế gian năm đó. Mà lúc này, một người vô địch như vậy lại gọi cô gái váy trắng là tiền bối. Tư Cảnh xoay người chạy. Nhất định phải mang tin tức này về dị duy tộc. Đánh giá thấp cô gái váy trắng rồi. Đánh giá cực kỳ thấp rồi. Diệp Huyên này không phải Diệp Thần, đây là một tên có núi dựa lớn mạnh. Đúng lúc này, thần nữ ma kha đột nhiên vung tay phải lên. Quỳnh! Nơi xa, Tư Cảnh kia lập tức bị xóa sổ. Tộc ta nguy rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Tư Cảnh. Căn nhà trúc bên hồ. Lúc này, hơn 460 tên cao thủ ngụy ý cảnh đang đột phá lên ý cảnh. Bên trong căn nhà trúc, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt nhắm lại. Lúc này hắn đang ngẫm lại trận đấu với Nguyệt Nha lúc trước. Hắn phát hiện, hắn và loại cao thủ giống như Nguyệt Nha vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như không phải có huyết mạch chi lực và thú thần quyết, chỉ dựa vào thuật rút kiếm, hắn vẫn khó mà chống lại đối phương. Thực lực vẫn chưa đủ. Diệp Huyên khẽ thở dài. Còn chưa giải quyết xong dị duy tộc, giờ lại xuất hiện diệp tộc của vĩnh sinh giới. Đây là muốn đòi mạng mà. Diệp Huyên đứng dậy đi đến bên hồ, hắn mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Kiếm chủ lệnh. Đây là cha để lại khi rời đi, dựa theo không di kia nói, chỉ cần mình dùng tấm lệnh bài này, dị duy giới cũng chỉ là con sâu cái kiến. Phải dùng sao? Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, cất kiếm chủ lệnh vào. Nếu gặp một chút khó khăn đã gọi người, vậy cả đời mình cũng đừng mơ vượt qua cha và Thanh Nhi. Diệp Thần. Diệp Huyên đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần, không phải năm đó tên này có một số tùy tùng sao? Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó vui mừng nói, Tiểu Mộ, người đến ý cảnh rồi. Tiểu Mộ gật đầu. Lúc này, nàng đã đạt đến ý cảnh. Tiểu Mộ đạt đến ý cảnh, vậy sẽ kinh khủng đến mức nào? Chắc chắn có thể trong nháy mắt giết chết cao thủ cùng cấp. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, cần người sao? Diệp Huyên gật đầu, cần. Đạo Nhất cười nói, đi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên mang theo Tiểu Mộ đi theo. Chỉ chốc lát, ba người đến trước một tòa cung điện. Diệp Huyên đã từng đến nơi này. Năm đó Đạo Nhất từng nói, nơi này có hai tùy tùng của Diệp Thần. Đạo Kiếm A Tị. Đao Giả Mục Thánh. Đạo Nhất dẫn theo Diệp Huyên và Tiểu Mộ đi đến trước mặt Đạo Kiếm A Tị. Khẽ nói, ngươi có biết vì sao lúc trước ta không cho ngươi đánh thức bọn họ không? Diệp Huyên lắc đầu. Đạo Nhất cười nói, bởi vì bọn họ thật sự rất mạnh. Diệp Huyên hỏi, ý cảnh. Đạo Nhất gật đầu, không chỉ là ý cảnh đơn giản, còn là ý cảnh đỉnh cao, mà bọn họ cũng là người đi theo chủ nhân sớm nhất. Nếu như ta đoán không sai, chắc hẳn bọn họ là người năm đó đi theo chủ nhân rời khỏi vĩnh sinh giới. Nói xong. Nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, đánh thức hắn ta đi. Diệp Huyên hỏi, đánh thức thế nào? Diệp Huyên cười nói một câu, tỉnh lại, là được. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Kiếm A Tị, tỉnh lại. Quỳnh! Pho tượng đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, một người đàn ông cầm kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Giờ phút này, thế mà Diệp Huyên lại cảm nhận được một luồng sức mạnh áp bách.
Đạo kiếm A Tị nhìn Diệp Huyên, trong mắt hắn ta mang chút mờ mịt, nhưng chỉ thoáng chốc, dường như hắn ta phát hiện ra cái gì, lập tức quỳ một chân xuống, run giọng nói, thuộc hạ tham kiến thế tử. Thế tử. Diệp Huyên liếc nhìn đạo kiếm A Tị, đối phương không gọi là chủ nhân, mà gọi là thế tử, rõ ràng, đây là người năm đó Diệp thần mang từ Diệp tộc ra. Diệp Huyên nói, đứng lên đi. Đạo kiếm A Tị đứng lên, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt phức tạp, thế tử. Diệp Huyên hỏi, có bằng lòng tiếp tục đi theo ta không? A Tị lập tức nói, thuộc hạ nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo thế tử. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi về nơi xa, chỉ thoáng chốc, hắn đi đến trước mặt pho tượng đao giả Mục Thánh. Diệp Huyên nhìn pho tượng, tỉnh lại. Uỳnh. Pho tượng lập tức vỡ vụn, một cô gái cụt tay chậm rãi đi ra. Đao giả Mục Thánh. Khi thấy Diệp Huyên, đao giả Mục Thánh hơi ngẩn người. Diệp Huyên nhìn đao giả Mục Thánh không nói gì. Đao giả Mục Thánh cũng đang nhìn Diệp Huyên, nàng ta không nói gì. Một lát sau, đao giả Mục Thánh lắc đầu, chưa thức tỉnh. Diệp Huyên nói, có bằng lòng tiếp tục đi theo ta không? Đao giả Mục Thánh lại lắc đầu, lúc này ngươi cũng không phải là thế tử. Diệp Huyên gật đầu, tạm biệt. Nói xong, hắn quay người rời đi, hắn sẽ không cưỡng ép. Lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, khoan đã. Diệp Huyên nhìn về phía đạo nhất lại nhìn về phía đạo giả Mục Thánh, Mục Thánh. Chủ nhân muốn giết về vĩnh sinh giới. Diệp Huyên. Nghe thấy lời của đạo nhất, đồng tử đao giả Mục Thánh bỗng nhiên co rụt lại, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, run giọng nói, thật sao? Diệp Huyên đang định nói chuyện, đạo nhất lại đột nhiên nói, chủ nhân, phần nhân quả vĩnh sinh giới này không phải ngươi trốn tránh là có thể vứt bỏ. Tin tưởng ta, sớm muộn gì phiền phức này cũng đến tìm ngươi, bởi vì chắc chắn Diệp tộc sẽ không để người sống sót. Diệp Huyên nhìn về phía đao giả Mục Thánh, nếu như ta không trở về vĩnh sinh giới, ngươi sẽ không đi theo ta, đúng không? Đao giả Mục Thánh im lặng. Diệp Huyên cười nói, ta không ép buộc ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo nhất, chúng ta đi thôi. Đạo nhất khẽ gật đầu. Đám người rời đi. Đao giả Mục Thánh đột nhiên nói, thế tử. Diệp Huyên quay người nhìn về phía đao giả Mục Thánh. Đao giả Mục Thánh lắc đầu, thế tử, năm đó ngươi đã rời khỏi vĩnh sinh giới, nhưng kết quả thì sao? Bọn họ bỏ qua cho ngươi không? Không hề, bây giờ, ngươi đã chuyển thế luân hồi, nhưng bọn họ vẫn không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Đao giả Mục Thánh nhìn Diệp Huyên, năm đó ngươi quá mềm yếu. Diệp Huyên cười nói, sau này sẽ không. Đao giả Mục Thánh nhìn Diệp Huyên một lát. Sau đó chậm rãi quỳ một gối xuống, ta nguyện đi theo ngươi. Diệp Huyên khẽ nói, yên tâm, năm đó Diệp thần nhân từ, nhưng Diệp Huyên ta tuyệt đối sẽ không, người nào động đến ta sẽ không bỏ qua cho người đó. Đạo nhất đột nhiên nói, nên để con yêu thú kia đi ra rồi. Một lát sau, đám người rời đi. Dị duy giới. Trên một ngọn núi nào đó, Nguyệt Nha nhìn quyển trục trong tay một lúc lâu không nói lời nào. Tư cảnh chết rồi. Nhưng không phải cô gái váy trắng giết. Mà là một cô gái tóc trắng giết. Cô gái tóc trắng là ai? Nàng ta không biết, bởi vì cao thủ dị duy tộc đi theo tư cảnh lúc ấy căn bản không dám đến gần bọn họ. Chỉ biết là, người giết chính là cô gái tóc trắng. Đúng lúc này, bên cạnh Nguyệt Nha đột nhiên vang lên một giọng nói, tộc trưởng xuất quan rồi. Xuất quan rồi, Nguyệt Nha im lặng một lát. Sau đó khẽ nói, hy vọng cô gái váy trắng đừng quá mạnh. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Đoàn người Diệp Huyên về đến bên hồ, mà giờ phút này, Diệp Huyên phát hiện, Sơn Lâm và cô gái váy trắng kia đã đạt tới ý cảnh. Hai người đều là những người đầu tiên có được đại đạo nguyên tinh của Diệp Huyên. Sơn Lâm nhìn thấy Diệp Huyên, cười ha ha, Diệp thiếu, ta đã đạt tới ý cảnh rồi. Diệp Huyên nhìn Sơn Lâm đánh giá một lượt. Cười nói chúc mừng. Sơn Lâm vội vàng ôm quyền, đều là nhờ vào Diệp thiếu cất nhắc. Diệp Huyên cười cười, sau đó nhìn về phía cô gái váy trắng, nàng ta khẽ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng, hiện tại đã đạt tới ý cảnh, có suy nghĩ gì không? Cô gái váy trắng lắc đầu, không có suy nghĩ gì khác.
Diệp Huyên chớp chớp mắt, cô đã là cao thủ ý cảnh rồi, thật sự tình nguyện đi theo ta sao? Cô gái váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không cần thử ta, cho dù ta đạt tới ý cảnh, cũng không đánh lại được ngươi, hơn nữa, cao thủ ý cảnh bên cạnh ngươi cũng không ít. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy thì yên tâm giúp ta dẫn dắt người. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cao thủ ngụy ý cảnh ở bên hồ, từ giờ trở đi, đám người bọn họ sẽ do hai người các ngươi quản lý, nếu có người không trung thực, có thể trực tiếp chém chết. Nói xong, hắn chỉ hai ngón tay, hai chiếc nhẫn mang đồ lần lượt dừng trước mặt cô gái váy trắng và Sơn Lâm. Hai người nhìn thoáng qua nhẫn chứa đồ, lập tức biến sắc. Bên trong mỗi chiếc nhẫn chứa đồ có đến 50 đại đạo nguyên tinh. Sơn Lâm vội vàng thu hồi nhẫn chứa đồ, sau đó cung kính hành lễ, Sơn Lâm nguyện thể sống chết đi theo Diệp Thiếu. Diệp Huyên cười nói, về sau sẽ có không ít điều tốt. Sơn Lâm cười hì hì, ta hiểu. Diệp Huyên vỗ nhẹ lên bả vai Sơn Lâm, nhớ kỹ, ý cảnh chẳng qua là con kiến, phải nhìn xa hơn nữa. Ý cảnh là con kiến. Đám người đạo nhất nhìn Diệp Huyên, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Sơn Lâm chớp chớp mắt, Diệp Thiếu, ý cảnh này có vẻ như không phải là rất yếu. Đương nhiên, ta biết, trong mắt Diệp Thiếu, ý cảnh căn bản không là gì cả. Diệp Huyên cười nói, nếu không, thử giao đấu một chút. Sơn Lâm vội vàng lắc đầu, không không, không dám giao đấu cùng Diệp Thiếu. Diệp Huyên cười ha ha, không sao, ngươi cứ tiếp một kiếm của ta là được. Sơn Lâm do dự một lát, sau đó nói, được. Kỳ thực, hắn ta cũng muốn xem thực lực của Diệp Huyên. Không chỉ có hắn ta muốn xem, các cao thủ ngụy ý cảnh ở đây đều muốn. Diệp Huyên nhìn Sơn Lâm, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sơn Lâm gật đầu, mời Diệp Thiếu ra tay. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém một nhát. 130 thuật rút kiếm chồng lên nhau. Vừa ra tay đã không chút lưu tình. Trong khoảnh khắc Diệp Huyên xuất kiếm, sắc mặt Sơn Lâm trong nháy mắt liền thay đổi, hắn ta nắm chặt hai tay, đấm về phía trước. Ầm. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, cả người Sơn Lâm lập tức bay ra ngoài. Lần bay này trực tiếp bay thẳng đến phía cuối chân trời. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Như vậy đã thua rồi. Lúc này, Sơn Lâm đã xuất hiện lại trước mặt Diệp Huyên, mà Sơn Lâm giờ phút này có thể nói là vô cùng thê thảm. Hai cánh tay bị chặt đứt, toàn thân đầy vết thương giống như mạng nhện. Thân thể thiếu chút nữa đã không còn. Sơn Lâm nhìn Diệp Huyên, cười khổ, Diệp Thiếu, cậu ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi. Diệp Huyên mỉm cười, ta đánh ra ba phần lực lượng. Hay, là lỗi của ta, người không sao chứ? Ba phần lực lượng. Sơn Lâm biểu cảm cứng đờ. Mà những cao thủ ngụy ý cảnh đều đã trợn mắt há mồm. Mới ra ba phần lực lượng. Lúc này, Diệp Huyên nhìn thoáng qua mọi người ở đây, mọi người tu luyện cho tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Sơn Lâm, ý cảnh chỉ mới là bắt đầu. Cố lên! Nói xong, hắn dẫn đám người đạo nhất đi về phía xa. Sơn Lâm hóa đá tại chỗ. Hắn ta có hơi bị đả kích. Hắn ta vậy mà bị một nhập thần cảnh đánh bại chỉ bằng một kiếm. Lúc này, cô gái váy trắng ở bên cạnh Sơn Lâm đột nhiên nói, Sơn Lâm, người tu luyện đến bây giờ tổng cộng đã được bao nhiêu lâu rồi? Sơn Lâm cười khổ, hơn 100.000 năm, cô gái váy trắng khẽ gật đầu. Như có chút đăm chiêu, Diệp Thiếu mới tu luyện hơn 20 năm. Phụt, Sơn Lâm trực tiếp phun ra một ngụm máu, sau đó cả người lập tức ngã xuống. Chấm chấm chấm. Những ngụy ý cảnh tại đây nghe được lời nói của cô gái váy, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Hơn 20 năm. Diệp Thiếu này mới tu luyện hơn 20 năm. Đúng lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên nhìn mọi người an tâm tu luyện. Đừng suy đoán lung tung về thân phận của Diệp Thiếu, nếu Diệp Thiếu không nói, vậy chúng ta coi hắn là một người bình thường là được. Mọi người không nói gì. Đây là người thường sao? Một người bình thường tu luyện 20 mấy năm còn lợi hại hơn một người tu luyện hơn 100.000 năm. Đây rõ ràng là một người thế hệ thứ hai. Còn cần phải đoán. Giờ phút này, mọi người lại thêm mấy phần kính sợ đối với Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Xa xa, đạo nhất dẫn đám Diệp Huyên đến trước một ngọn núi lớn bên cạnh nhà trúc.
Diệp Huyên nhớ đạo nhất từng nói, trong ngọn núi này còn có một con yêu thú này chính là thú cưỡi năm đó của Diệp Thần. Đạo nhất nhẹ giọng nói, nên để yêu thú này đi ra rồi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ngọn núi kia, tỉnh lại. Yên lặng trong chớp mắt. Cả ngọn núi đột nhiên rung lên kịch liệt, dần dần, ngọn núi bắt đầu nứt ra, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên thổi quét ra từ trong ngọn núi. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn qua đây. Đạo nhất phung nhẹ cánh tay cánh ngọc ngà, một lực lượng trực tiếp ngăn cản luồng hơi thở yêu thú mạnh mẽ kia, những mảnh đá vụn bay ra từ ngọn núi cũng bị quét đi. Lúc này, trong ngọn núi đột nhiên truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Cả ngọn núi lập tức vỡ tung, một con yêu thú hình thể khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Yêu thú to lớn như ngọn núi, ngoại hình giống như hổ, có hai đuôi, đầu mọc một sừng, trông vô cùng oai phong mạnh mẽ. Sau khi yêu thú đi ra, ánh mắt nó dừng trên người Diệp Huyên, Diệp Huyên phát hiện, trong đôi mắt của con yêu thú này có hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Đạo nhất đột nhiên nói, hỏa cầm hổ, một con yêu thú chủ nhân thu phục được ở Thiên Yêu Quốc năm đó. Diệp Huyên có chút tò mò, Thiên Yêu Quốc. Đạo nhất gật đầu, vị băng cánh tay kia của ngươi có lẽ cũng đến từ Thiên Yêu Quốc. Thần thú cười nói, đúng vậy. Diệp Huyên tò mò, tiền bối, Thiên Yêu Quốc này là một nơi như thế nào? Thần thú nói, một nơi toàn là yêu thú, nhưng mà, không giống với những nơi khác, Thiên Yêu Quốc là một quốc gia được tạo thành bởi yêu thú, chúng ta có nền văn minh yêu thú hoàn chỉnh của riêng mình. Diệp Huyên hỏi, các loại yêu tộc đều ở cùng nhau. Thần thú cười nói, đúng vậy. Diệp Huyên có chút tò mò, sẽ không loạn sao? Thần thú nói, không. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị vua phải đủ mạnh, nếu không mạnh, phía dưới sẽ có yêu thú không phục, một khi có yêu thú không phục, sẽ loạn. Nhưng nếu là đủ mạnh, vậy sẽ không loạn, bởi vì yêu tộc đều tin tưởng và chấp hành theo kẻ mạnh, cũng kính trọng kẻ mạnh, chỉ cần ngươi có thực lực. Chúng sẽ khuất phục ngươi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, trong lòng thầm suy nghĩ, xem ra về sau có cơ hội phải bảo Nhị Nha dẫn đến Thiên Yêu Quốc một chuyến. Giúp Nhị Nha ngồi lên ngôi vua của Thiên Yêu Quốc, còn mình thì làm một quân sư hay gì đó. Nắm Thiên Yêu Quốc trong tay. Nghĩ vậy, Diệp Huyên không khỏi vui mừng. Lúc này, hỏa cầm hổ đột nhiên cúi người nhìn về phía Diệp Huyên, một luồng uy áp mạnh mẽ ép xuống. Diệp Huyên hơi nhăn mày lại. Hỏa cầm hổ cứ nhìn chăm chăm vào Diệp Huyên như vậy, giống như muốn nhìn thấu hắn. Lúc này, hỏa cầm hổ đột nhiên nói, ngươi không phải chủ nhân. Nói xong, một luồng uy áp mạnh mẽ bao trùm lấy Diệp Huyên. Lúc này, đạo kiếm A Tị ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên gầm lên, láo xược. Âm thanh vang dội như sấm sét. Hỏa cầm hổ sững sờ. Đạo kiếm A Tị tức giận nhìn hỏa cầm hổ, mặc dù thế tử chưa thức tỉnh, nhưng cũng không phải xúc sinh như ngươi có thể khinh nhờn. Vừa dứt lời, hắn ta trực tiếp rút kiếm giơ lên. Suy. Luồng uy áp mạnh mẽ của hỏa cầm hổ lập tức bị xé tan, đạo kiếm A Tị chém một nhát lên đầu của hỏa cầm hổ. Bịch, hỏa cầm hổ kia trực tiếp bị một kiếm của đạo kiếm A Tị chém lùi về sau đến hàng trăm trượng. Diệp Huyên liếc nhìn đạo kiếm A Tị. Thực lực của người này không phải mạnh bình thường. Xa xa, hỏa cầm hổ sau khi bị chém cho lùi lại, lập tức giận dữ, nó lao thẳng đến chỗ đạo kiếm A Tị, cái lao đi này, cả trời đất run sợ. Trong mắt đạo kiếm A Tị hiện lên một tia lệ khí, hắn ta rút kiếm xông ra. Lúc này, giọng nói của thần thú đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, nếu ngươi muốn thu phục yêu thú này, thì phải tự mình đánh bại nó, yêu thú này tôn trọng kẻ mạnh, đánh bại nó. Là cách tốt nhất. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía chân trời, đạo kiếm A Tị, lui xuống. Đạo kiếm A Tị nghe thấy lời của Diệp Huyên, lập tức thu kiếm lùi về bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn hỏa cầm hổ, không nói bất kỳ lời vô nghĩa nào, hắn đột nhiên xông đến trước mặt hỏa cầm hổ, sau đó rút kiếm chém mạnh một nhát. 130 thuật rút kiếm chồng lên nhau. Một kiếm này chém ra. Sắc mặt hỏa cầm hổ lập tức thay đổi, nó không lùi bước, mà là thả người nhảy đâm về phía kiếm của Diệp Huyên. Cứng rắn đối đầu. Kiếm của Diệp Huyên chém xuống. Không gian trong phạm vi mấy vạn trượng xung quanh rung lên kịch liệt,
Trước ánh mắt của mọi người, Hỏa Cầm Hổ bị một kiếm này chém bay đi. Ầm ầm u u. Trong quá trình Hỏa Cầm Hổ bay lùi về sau, từng tấc không gian đều bị phá hủy, mà nó trực tiếp lùi xa gần ngàn trượng. Lần này Diệp Huyên không chỉ dùng thần thú quyết, còn dùng cả cánh tay thần thú. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều kinh hãi không thôi. Một kiếm của Diệp Huyên quá khủng bố. Cho dù là đạo nhất cũng không nhìn được nhìn Diệp Huyên một cái, người này sau khi được cha của hắn đưa đi dạy dỗ trưởng thành một chút, đã trở nên mạnh như vậy. Diệp Huyên của bây giờ, có thể trực tiếp giết chết một cao thủ ý cảnh trong chớp mắt. Xa xa, Hỏa Cầm Hổ cũng hơi sững sờ, giờ phút này, vảy trên người nó đều nứt ra rồi. Tuy rằng một kiếm kia không trực tiếp chém chết nó, nhưng cũng làm nó bị thương nặng. Diệp Huyên nhìn về phía Hỏa Cầm Hồ, còn đến nữa không? Hỏa Cầm Hồ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt ngọn lửa thiêu đốt càng lúc càng lớn. Diệp Huyên híp mắt lại, ta vừa rồi chỉ dùng 2 phần lực, nếu ngươi lại đến, ta đã có thể đánh ra 10 phần. 2 phần lực. Nghe vậy, Hỏa Cầm Hồ ngây cả người, sau đó nó do dự một lát, rồi lập tức lắc đầu, tỏ ý đừng tới. Diệp Huyên đi đến trước mặt Hỏa Cầm Hồ, Hỏa Cầm Hồ nhìn Diệp Huyên. Theo bản năng lui về sau 2 bước, hiển nhiên, là có chút sợ hãi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một giọt máu xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là máu của Nhị Nha. Lúc trước khi Nhị Nha đi, đã cho hắn một lọ. Hỏa Cầm Hổ nhìn thấy giọt máu, liền trở nên cuồng nhiệt. Diệp Huyên chớp chớp mắt, muốn không? Hỏa Cầm Hổ gật đầu, sau đó vươn móng vuốt ra. Diệp Huyên cười nói, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn ngươi nhìn xem, nhìn một chút là được rồi. Nói xong, hắn lại cất giọt máu kia. Hỏa Cầm Hổ. Chấm 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 chấm. Đạo nhất nhìn động tác của Diệp Huyên, lắc đầu cười. Người này thật là nghịch ngợm. Trước mặt Diệp Huyên, Hỏa Cầm Hổ đột nhiên thấp giọng gầm gừ. Rõ ràng, nó có hơi phẫn nộ. Mà Diệp Huyên lại không thèm quan tâm nó, xoay người bước đi. Nhìn thấy đoàn người Diệp Huyên rời đi, Hỏa Cầm Hổ nhất thời không kìm nén được cơn giận, điên cuồng rít gào, trong phút chốc, cả dãy núi chấn động. Nhưng là, nó không dám động thủ. Sợ. Một kiếm vừa rồi của Diệp Huyên làm cho nó sợ rồi. Bởi vì nếu Diệp Huyên chém thêm một kiếm, hoàn toàn có cơ hội giết nó. Chấm chấm chấm. Trong nhà trúc, Diệp Huyên và Đạo Nhất ngồi đối diện nhau, Diệp Huyên nói, nếu những người bên ngoài kia đều đạt đến ý cảnh, liệu có thể chiến đấu cùng dị duy tộc không? Đạo Nhất đầu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chênh lệch về cao thủ đứng đầu. Đạo Nhất gật đầu, những người ở bên ngoài đều không yếu, không đúng, phải nói bọn họ đều rất mạnh, bởi vì bọn họ có thể đạt đến trình độ hiện tại, nhất định đều từng là yêu nghiệt trong các yêu nghiệt. Nếu bọn họ đạt tới ý cảnh, thực lực sẽ không yếu hơn cao thủ ý cảnh của dị duy tộc. Nhưng mà chúng ta không đủ cao thủ trình độ đứng đầu. Diệp Huyên hỏi, trên ý cảnh. Đạo Nhất gật đầu, đúng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, giống như Nguyệt Nha. Đạo Nhất lắc đầu, dị duy tộc còn có người mạnh hơn nàng ta, cũng chính là tộc trưởng của dị duy tộc, thực lực của hắn ta không phải thứ ngươi hiện tại có thể địch lại. Diệp Huyên hỏi, mạnh đến mức nào? Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyên, thực lực của hắn ta chỉ kém hơn một chút so với chủ nhân năm đó, mà thực lực của chủ nhân, trừ bỏ vĩnh sinh giới, chỉ dưới chủ nhân của 3 thanh kiếm đứng đầu. Diệp Huyên trầm lặng. Đạo Nhất lại nói tiếp, dị duy tộc muốn tiến vào thế giới này, có 2 mục đích, thứ nhất là muốn có được cơ thể đại đạo bản nguyên của ngươi, thứ hai là muốn hấp thu linh khí của vũ trụ này. Hiện tại ở dị duy giới, linh khí đã sắp không đủ, nếu bọn họ đánh bại chúng ta. Như vậy, linh khí của vũ trụ này sẽ bị bọn họ nuốt chửng hết. Đến lúc đó, thực lực tổng thể của dị duy tộc sẽ càng được nâng cao lên một bậc. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chủ yếu nhất vẫn là linh khí. Đạo Nhất gật đầu, bất kỳ thế lực nào cũng không thể thiếu linh khí, đặc biệt là những thế lực lớn, bọn họ muốn bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ, sẽ càng cần nhiều linh khí. Mấy trăm nghìn năm nay, dị duy tộc vì để phát triển bản thân, bọn họ sử dụng linh khí và đại đạo bản nguyên không hề tiết chế, tuy rằng toàn bộ dị duy tộc từ một thế lực hạng 3 biến thành thế lực siêu cấp, nhưng đại đạo bản nguyên của vũ trụ dị duy giới đã hoàn toàn biến mất, linh khí cũng đang nhanh chóng cạn kiệt.
Nói xong, nàng ta khẽ lắc đầu, cho nên, dị duy tộc muốn tiếp tục sinh tồn, nhất định phải không ngừng cắn nuốt những vũ trụ khác. Lúc này, thần thú cũng nói, đúng vậy, những thế lực sống càng lâu, máu tươi dính trên tay cũng lại càng nhiều, năm đó thiên yêu quốc cũng hủy diệt ít nhất mấy trăm thế giới. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, cho nên, dị duy tộc tuyệt đối sẽ không dừng tay. Trừ phi bọn họ biết cha và muội muội của ngươi khủng bố như thế nào, nhưng theo như hiện tại, bọn họ vẫn đang đánh giá thấp cha và muội muội của ngươi. Mà đến bây giờ Diệp tộc vẫn chưa xuất hiện, điều này có nghĩa là, bọn họ khẳng định là muốn một mình xử lý ngươi. Diệp Huyên trầm tư một lát, sau đó nói, ta hiện tại so với Diệp thần năm đó chênh lệch bao nhiêu? Đạo nhất trầm giọng nói, rất lớn. Rất lớn. Diệp Huyên nhìn về phía đạo nhất, rất lớn. Đạo nhất gật đầu, năm đó nếu không phải Diệp tộc đột nhiên nhúng tay vào và do cả ta, dị duy tộc căn bản không thể làm gì chủ nhân, trận chiến ấy, các cao thủ của dị duy tộc ra hết, át chủ bài ra hết, nhưng cũng không thể làm gì được chủ nhân. Diệp Huyên có chút tò mò, Diệp thần vì sao lại bất hòa với Diệp tộc? Đạo nhất lắc đầu. Nàng ta nhìn về phía đạo kiếm A Tị và đao giả Mục Thánh bên cạnh Diệp Huyên, hai vị hẳn là biết rõ. Hai người cũng trầm lặng, Diệp Huyên nhìn về phía hai người, có thể nói một chút không? Đạo kiếm A Tị nhẹ giọng nói, thế tử, ngươi không làm gì sai cả, lỗi sai duy nhất của ngươi chính là ngươi quá xuất sắc đến mức trực tiếp uy hiếp địa vị của gia chủ. Diệp Huyên nhíu mày, uy hiếp tới địa vị của gia chủ. Đạo kiếm A Tị gật đầu, năm đó, ngươi không chỉ có thiên phú nghịch thiên, thực lực cũng là nghịch thiên, dưới sự dẫn dắt của ngươi, thế hệ trẻ của Diệp tộc trực tiếp càn quét toàn bộ vĩnh sinh giới. Năm đó ngươi còn chưa đầy 18 tuổi, đã vô địch trong thế hệ trẻ, không chỉ thế hệ trẻ, ngay đến cả trong các cao thủ lớn tuổi, ngoại trừ những lão quái vật ra, cũng rất ít người là đối thủ của ngươi. Ngươi của lúc đó được gọi là người yêu nghiệt nhất từ trước đến nay ở vĩnh sinh giới. Xưa nay chưa từng có. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu đã yêu nghiệt như thế, vậy thì tại sao Diệp tộc lại muốn diệt trừ hắn? Ta biết hắn uy hiếp tới địa vị của tộc trưởng, nhưng mà những trưởng lão khác của Diệp tộc không quản sao? Đạo kiếm A Tị khẽ lắc đầu, ngươi lầm rồi. Diệp Huyên nhìn đạo kiếm A Tị, yên lặng đợi câu sau. Đạo kiếm A Tị nhẹ giọng nói, trong tộc có rất nhiều trưởng lão và cao thủ ủng hộ thế tử, chính bởi vì như thế, ngươi mới gặp tai họa. Diệp Huyên hỏi, nói như thế nào? Lúc này, đao giả Mục Thánh đột nhiên nói, bởi vì tộc trưởng. Uy danh trong tộc của ngươi càng ngày càng cao, thậm chí cao hơn tộc trưởng, tất cả mọi người trong tộc đều xem ngươi là hy vọng cho tương lai Diệp tộc. Nói xong, nàng ta thấp giọng thở dài, Diệp tộc có một quy định, đó là mỗi một tộc trưởng thời gian nhiệm kỳ không được vượt qua 100 năm, hết kỳ hạn 100 năm. Thì sẽ do đoàn trưởng lão cùng thành viên nòng cốt của gia tộc bỏ phiếu quyết định tộc trưởng mới. Đương nhiên, trong tình hình bình thường, tộc trưởng đều có thể liên tục đảm nhận chức vụ. Nhưng là, từ sau khi ngươi xuất hiện, tình hình đã thay đổi. Bởi vì nếu bỏ phiếu lại, ngươi gần như là 100% được chọn, bởi vì vô số người trong gia tộc đều hy vọng ngươi có thể có được thánh vật cốt lõi của gia tộc. Diệp Huyên hỏi, thánh vật gì? Đao giả Mục Thánh trầm giọng nói, Thái Hư Thần Điện. Đây là thần vật bậc nhất của Diệp tộc ta, nghe nói bên trong có tâm pháp mạnh nhất của Diệp tộc Thái Hư Đạo Ngôn, khi đó, rất nhiều trưởng lão đều hy vọng ngươi có được thần vật này, bởi vì ngươi vào lúc đó đã tự mình sáng tạo ra pháp tắc đạo ngôn, rất nhiều trưởng lão đều kiên quyết cho rằng, nếu ngươi có được Thái Hư Đạo Ngôn, không chỉ thực lực có thể có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói không chừng còn có thể làm cho này Thái Hư Đạo Ngôn này nâng cao lên một bậc. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên. Rất nhiều người đều hy vọng ngươi có thể có được thánh vật này, sau đó đưa gia tộc đạt đến một tầm cao mới. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tộc trưởng của Diệp tộc các ngươi không hy vọng, đúng không? Đao giả Mục Thánh gật đầu, đúng vậy. Vào ngày bầu cử lại, tộc trưởng đột nhiên làm khó dễ, bà ta triệu tập các tâm phúc của mình phong tỏa toàn bộ nhà thờ tổ của Diệp tộc, sau đó vô tội cho ngươi thông đồng với địch, đồng thời muốn diệt trừ ngươi ngay tại đó. Diệp Huyên nói, có trưởng lão không đồng ý. Đao giả Mục Thánh gật đầu, không đồng ý. Không chỉ có trưởng lão không đồng ý, còn có 18 vị huynh đệ của thế tử, chính là 18 thần tướng. 18 người này đều là một tay thế tử người dẫn dắt, khi biết được thế tử bị nhốt. 18 thần tướng lập tức dẫn theo hàng nghìn thuộc hạ xông thẳng đến Diệp tộc,
Không chỉ như thế, lúc ấy còn có một vài trưởng lão cũng trực tiếp đứng về phía ngươi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, nhưng vẫn bị đánh bại. Đạo giả Mục Thánh gật đầu, trong nhà thờ tổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết, ta chỉ biết khi thế tử người từ nhà thờ tổ đi ra, 18 thần tướng cùng những huynh đệ của Thiên Sách Doanh toàn bộ đều chết trận. Không chỉ có bọn họ, còn có hơn 10 vị trưởng lão bị chém chết. Diệp Huyên trầm giọng nói, toàn bộ chết trận. Đạo giả Mục Thánh gật đầu, hai mắt của nàng ta không biết đã trở thành màu đỏ tươi từ khi nào, khi chúng ta đuổi tới, bọn họ toàn bộ đều đã chết trận, không một người sống sót. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, theo lý mà nói, nếu tộc trưởng Diệp tộc đã thắng, đối phương hẳn là tuyệt đối sẽ không để Diệp thần sống sót, vậy Diệp thần làm thế nào mà trốn thoát ra ngoài? Đạo giả Mục Thánh trầm giọng nói, may nhờ có ba người. Diệp Huyên hỏi, ba người nào? Đạo giả Mục Thánh nhẹ giọng nói, người thứ nhất là người bảo vệ của Diệp tộc ta, lúc ấy khi tộc trưởng ra tay với thế tử, người bảo vệ Diệp tộc đã không ở trong tộc, nhưng khi biết tộc trưởng ra tay với ngươi, hắn ta đã lập tức gấp rút trở về trong tộc, nhưng là, đã muộn rồi. Những người thuộc phe của thế tử người đã bị giết gần hết. Mà lúc ấy, người bảo vệ chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất chính là đứng về phe ngươi, nhưng nếu hắn ta làm như vậy, Diệp tộc sẽ lập tức bị chia tách. Bởi vì lúc ấy tộc trưởng đã nói rõ, nếu người bảo vệ đứng về phe ngươi, bà ta sẽ ngọc nát đá tan. Mà nếu bà ta ngọc nát đá tan, cả Diệp tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Phải biết rằng, lúc ấy tuy rằng Diệp tộc chúng ta là tộc lớn đứng đầu Vĩnh Sinh Giới, nhưng trong Vĩnh Sinh Giới còn có các tộc lớn khác, một khi chúng ta tiếp tục nội chiến, sẽ cho người khác cơ hội. Diệp Huyên nói, cho nên người bảo vệ đứng về phe tộc trưởng. Đạo giả Mục Thánh gật đầu, đúng vậy. Nhưng là, hắn ta có một yêu cầu, đó là không được giết ngươi. Nhưng mà, tộc trưởng cũng không đồng ý. Diệp Huyên hỏi, người thứ hai và người thứ ba phát huy tác dụng. Đạo giả Mục Thánh gật đầu, người thứ hai chính là Diệp Thiên thống lĩnh của Diệp tộc ta, hắn ta phụ trách quản lý tộc binh vô cùng tinh nhuệ của Diệp tộc ta. Kỳ thực. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu, bất kể là người bảo vệ hay là Diệp Thiên thống lĩnh, đều đúng về phe thế tử, mà lúc ấy. Thế tử lại phụ trách quản lý Thiên Sách Doanh của Diệp tộc, lại có 18 thần tướng sống chết đi theo. Nếu là đối đầu trực diện, chúng ta sẽ không bị thua bởi tộc trưởng, đáng tiếc chính là, tộc trưởng vào lúc ấy đã điều Diệp Thiên thống lĩnh và người bảo vệ đi, mà khi bọn họ trở về, đã muộn rồi. Bởi vì các ngươi đã chém giết rồi. Nếu không, khi tộc trưởng ra tay, nếu như bọn họ ở đó, bọn họ có thể ép buộc yêu cầu tộc trưởng gọi tổ tiên, để linh hồn của tổ tiên giải quyết chuyện này. Mà muốn gọi linh hồn tổ tiên, chỉ có tộc trưởng mới quyền này. Diệp Huyên hơi khó hiểu, ta có thắc mắc, năm đó đã có công lao cao uy hiếp đến địa vị tộc trưởng, chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ tới tộc trưởng sẽ xuống tay với hắn? Điều này rất không thích hợp. Đạo giả Mục Thánh lắc đầu, không chỉ thế tử không thể ngờ, tất cả mọi người trong Diệp tộc đều không ngờ, cho nên, lúc ấy khi thế tử đến nhà thờ tổ, cũng không có phòng bị gì. Diệp Huyên càng thêm khó hiểu, đây là vì sao? Đạo giả Mục Thánh nhìn Diệp Huyên, người có biết tộc trưởng là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, ta chắc chắn không biết. Đạo giả Mục Thánh nhẹ giọng nói, tộc trưởng chính là mẹ của thế tử, mẹ ruột. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngây người. Mẹ ruột, Diệp Huyên trực tiếp nhảy dựng lên. Chấm 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 chấm. Mẹ ruột. Không thể không nói. Đạo Nhất và Diệp Huyên nghe vậy đều choáng váng. Giây phút này, tâm trạng Diệp Huyên hơi bùng nổ. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo giả Mục Thánh, mẹ ruột. Đạo giả Mục Thánh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên trầm giọng nói, vì sao? Đạo giả Mục Thánh khẽ thở dài, không nói gì nữa. Diệp Huyên lại hỏi, thật sự là mẹ ruột sao? Đạo giả Mục Thánh gật đầu, là ruột thịt. Diệp Huyên hơi nghi ngờ. Nếu là ruột thịt, vậy sao lại hại hắn? Đạo giả Mục Thánh nhìn Diệp Huyên, lợi ích, nếu thế tử được chọn làm tộc trưởng trước nhất định phải nhường chức, hơn nữa còn phải giao ra quyền lớn của tộc trưởng. Diệp Huyên nhíu mày, chỉ bởi vì quyền lực. Đạo giả Mục Thánh gật đầu, đấu tranh trong gia tộc lớn còn tàn khốc hơn hoàng thất của đế vương thế tục gấp trăm lần. Đạo Nhất đột nhiên nói, có một chuyện không hiểu, chắc hẳn mẫu thân của chủ nhân phải là ngoại tộc. Nếu là ngoại tộc, sao bà ta lại trở thành tộc trưởng Diệp tộc? Đạo giả Mục Thánh lại lắc đầu, bà ta không phải ngoại tộc,
bà ta cũng là người của Diệp tộc, hơn nữa còn từng là thiên tài yêu nghiệt nhất Diệp tộc, thế tử là theo họ mẹ. Đạo nhất cao mày, nói cách khác, chủ nhân cũng không phải huyết mạch dòng chính của Diệp tộc. Đao giả Mục Thánh nói, có thể nói như vậy, nhưng mà, toàn bộ Diệp tộc không người nào nghi ngờ thân phận của thế tử, hắn không chỉ là kỳ tài ngút trời, mà còn là con trai của tộc trưởng lúc đó, hơn nữa từ nhỏ hắn lớn lên ở Diệp tộc, toàn bộ Diệp tộc đều công nhận thân phận của hắn. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không ngờ, cuối cùng mẫu thân thế tử lại dùng lý do này để không thừa nhận thế tử, hơn nữa còn vu oan thế tử thông đồng với địch. Nói xong, nàng ta khẽ lắc đầu, e là ngay cả bản thân thế tử cũng không ngờ tới. Diệp Huyên lắc đầu, người mẹ này đúng là vô cùng tàn nhẫn. Còn tàn nhẫn hơn mẹ ta, hắn vốn dĩ cảm thấy mình đã đủ thê thảm rồi, đặc biệt là khi bị Đông Lý Nam nhằm vào. Nhưng hắn không ngờ, Diệp thần này còn thê thảm hơn hắn. Lúc trước Đông Lý Nam nhằm vào hắn, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì một hiểu lầm, mà Diệp thần này không phải. Đây chính là muốn Diệp thần chết. Đao giả Mục Thánh khẽ nói, năm đó thế tử quá ưu tú. Ưu tú đến mức uy hiếp địa vị của mẫu thân hắn. Trên trán Diệp Huyên đột nhiên rịn ra đầy mồ hôi lạnh. Đạo nhất nhìn về phía Diệp Huyên, sao vậy? Diệp Huyên mỉa, trước kia ta cảm thấy cha ta rất vô tình, vứt bỏ mặc kệ ta, bây giờ vừa so sánh với mẫu thân của Diệp thần, ta đột nhiên phát hiện, thật ra cha ta vẫn rất tốt. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, cho đến bây giờ cha ta không sợ ta trở nên mạnh mẽ, ngược lại, y còn hy vọng ta mạnh hơn y. Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, sau đó lại nói, nếu cha ta cũng sợ ta trở nên mạnh mẽ, muốn giết chết ta. Nói xong, hắn lắc đầu liên tục, không dám nghĩ tiếp nữa. Ai mà chịu nổi? Lúc này, đạo nhất đột nhiên cười nói, đừng sợ, ngươi còn có một muội muội. Thanh Nhi. Nghe vậy, Diệp Huyên chợt cười lớn, đúng vậy, nếu cha ta muốn giết chết ta, vậy chắc chắn Thanh Nhi sẽ xử y, ha ha. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người nghĩ chủ nhân như vậy là không tốt đâu. Diệp Huyên đen mặt, Tiểu Tháp, nếu ngươi dám tố cáo ta, ta sẽ thiến ngươi. Tiểu Tháp. Đạo nhất lắc đầu cười, nàng ta nhìn về phía Đao giả Mục Thánh, nói về người thứ ba đi. Đao giả Mục Thánh trầm giọng nói, chính là người đã từng là vị hôn thê của thế tử, đại tiểu thư Hách Lạp Ngôn của Hách Lạp tộc. Diệp Huyên đột nhiên nói, vị hôn thê. Đao giả Mục Thánh gật đầu, liên hôn giữa các gia tộc lớn là chuyện rất bình thường, mà lúc đó Diệp tộc vì củng cố địa vị của mình nên đã kết làm thông gia với Hách Lạp tộc. Lúc ấy khi chúng ta chạy đến, thế tử ngươi đã bị bao vây, cho dù người bảo vệ Diệp Thiên và thống lĩnh Diệp Ngàn cũng không cách nào ngăn cản chuyện giết ngươi, mà lúc này, đại tiểu thư Hách Lạp Ngôn mang theo cao thủ Hách Lạp tộc chạy đến, là nàng mạnh mẽ bảo vệ ngươi. Đạo nhất hơi không hiểu, Hách Lạp tộc nhúng tay vào chuyện nội bộ của Diệp tộc các ngươi. Vậy mà tộc trưởng các ngươi còn thỏa hiệp. Đao giả Mục Thánh khẽ nói, người phụ nữ kia không thể không thỏa hiệp, bởi vì lúc ấy đại tiểu thư Hách Lạp Ngôn mang theo hồn tiên tổ của Hách Lạp tộc đến, dưới tình huống đó, người phụ nữ kia chỉ có ba lựa chọn, thứ nhất chính là bất chấp giết chết ngươi, nhưng nếu bất chấp giết chết thế tử, bà ta sẽ phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng. Hồn tiên tổ của Hách Lạp tộc cũng không phải cao thủ bình thường có thể đối phó, lựa chọn thứ hai chính là bà ta cũng gọi tiên tổ, nhưng nếu bà ta gọi tiên tổ, vậy bà ta lập tức xong đời rồi, bởi vì hồn tiên tổ tuyệt đối không cho phép bà ta giết hại thiên tài của gia tộc. Lựa chọn thứ ba chính là khai chiến với Hách Lạp tộc, nhưng nếu khai chiến, Diệp tộc lúc đó không có bất kỳ phần thắng nào. Lúc ấy Diệp tộc mới xảy ra nội loạn, toàn bộ Diệp tộc đang nằm trong trạng thái tan rã. Hơn nữa còn có tộc khác nhìn chằm chằm Diệp tộc. Vì vậy người phụ nữ kia không thể không thỏa hiệp. Đạo nhất trầm giọng nói, người phụ nữ kia thỏa hiệp, nhưng có điều kiện, đó chính là thế tử không được ở trong vĩnh sinh giới, đúng không? Đạo giả Mục Thánh gật đầu, đúng vậy, thế tử nhất định phải rời khỏi vĩnh sinh giới. Hơn nữa, thế tử còn bị tước đoạt thân phận thế tử Diệp tộc, trừ cái đó ra. Nói đến đây, sắc mặt nàng ta dần trở nên dữ tợn. Huyết mạch Diệp tộc của thế tử cũng bị tước đoạt ngay tại chỗ. Diệp Huyên cau mày, nói như vậy, bây giờ ta cũng không được coi là người của Diệp tộc. Đao giả Mục Thánh lập tức nói, thế tử ngươi mãi mãi là người của Diệp tộc. Cho dù bị tước đoạt huyết mạch cũng không thay đổi được điều này. Diệp Huyên nhìn về phía Đao giả Mục Thánh,
lúc đó Diệp Thần nghĩ như thế nào? Đao giả Mục Thánh im lặng. Đạo Nhất chợt nói, chủ nhân chưa từng nghĩ đến báo thù. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Nhất, Đạo Nhất khẽ nói, nếu hắn muốn báo thù, vậy sẽ không bảo vệ vùng vũ trụ này, càng sẽ không nhận nuôi chúng ta. Đao giả Mục Thánh gật đầu, quả thật Thế Tử chưa từng nghĩ đến báo thù, lúc đó Thế Tử hơi nản lòng thoái chí. Nói xong, nàng ta khẽ thở dài, dù sao đó cũng là mẹ ruột của hắn. Ngu xuẩn. Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy Diệp Thần này không phải ngu bình thường thôi đâu. Ba người Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên cười lạnh, mẫu thân với không mẫu thân gì chứ, nếu là ông đây, lúc ấy ông đây đã để Hách Lạp tộc trợ giúp ông đây xử Diệp tộc rồi, nếu còn không được nữa, vậy ông đây đến gia tộc đối địch với Diệp tộc, sau đó lật đổ Diệp tộc. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Đao giả Mục Thánh và Đạo Kiếm A Tị đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều là hưng phấn. Diệp Huyên khẽ thở dài, thật ra hắn cũng cảm thấy Diệp Thần này rất bất hạnh. Bị mẹ ruột của mình đối xử như vậy, là ai cũng không chịu nổi. Nhưng phải công nhận một điều, người mẹ ruột này cũng thật trâu bò. Dưới tình huống bình thường, mẫu thân đều hy vọng con trai mình ưu tú, mà người này thì ngược lại, không chỉ không hy vọng con trai mình ưu tú hơn mình, còn muốn giết chết con trai ruột thịt của mình. Là ruột thịt đó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy người đàn ông áo xanh rất tốt. Ít nhất cha mình chưa từng muốn giết mình. Lúc này, Đao giả Mục Thánh đột nhiên hưng phấn nói, Thế Tử, khi nào chúng ta giết về Diệp tộc? Diệp Huyên liếc nhìn Đao giả Mục Thánh, không biết phải nói gì, Mục Thánh, ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta có thực lực giết về Diệp tộc sao? Đao giả Mục Thánh im lặng, sắc mặt dần trở nên khó coi. Nếu lúc trước Diệp Thần làm như vậy thì có hy vọng rất lớn, bởi vì lúc đó Diệp Thần có danh vọng rất cao trong Diệp tộc, hơn nữa còn có Hách Lạp tộc giúp đỡ. Mà bây giờ, đã nhiều năm như vậy, chắc chắn Diệp tộc đã bị thanh tẩy. Bây giờ trở về, đã là cảnh còn người mất. Hơn nữa, bây giờ Diệp Huyên chưa thức tỉnh, thực lực hơi yếu chút. Diệp Huyên cười nói, đừng nản lòng thoái chí. Đạo giả Mục Thánh nhìn về phía Diệp Huyên khẽ cười nói. Nếu như Diệp tộc không bỏ qua cho ta như vậy, ta nhất định sẽ đi vĩnh sinh giới. Đao giả Mục Thánh khẽ thở dài, Thế Tử, người bây giờ quá yếu. Diệp Huyên đen mặt, người có thể nói chuyện uyển chuyển chút không? Đao giả Mục Thánh. Đạo Nhất cũng nói, bây giờ mục đích chủ yếu của chúng ta là đối phó với dị duy tộc. Dị duy tộc. Diệp Huyên khẽ gật đầu, giải quyết dị duy tộc trước đã, về phần Diệp tộc, cứ để đó. Nói xong, hắn nhìn về phía Đao giả Mục Thánh, các ngươi biết Diệp Thần năm đó còn có thuộc hạ cũ nào không? Đao giả Mục Thánh lắc đầu, cho dù bọn họ không bị loại trừ, chúng ta cũng không thể nào đi tìm bọn họ, bởi vì nếu đi tìm bọn họ, rất có thể sẽ bị Diệp tộc phát hiện. Diệp Huyên khẽ nói, xem ra, chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía bên hồ xa xa, nơi đó có hơn 460 cao thủ ngụy ý cảnh. Nếu những người này đều trở thành ý cảnh, như vậy, bên này cũng có sức đánh một trận với dị duy tộc. Đúng lúc này, pháp tắc thời gian đột nhiên xuất hiện, dị duy tộc đang phá phong ấn. Bọn họ muốn ra tay với chúng ta rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, phong ấn còn có thể kiên trì bao lâu? Pháp tắc thời gian nhìn Diệp Huyên, có lẽ sắp bị phá rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía những cao thủ ngụy ý cảnh bên hồ kia, bọn họ còn cần bao nhiêu thời gian nữa? Đạo Nhất liếc nhìn, sau đó nói, ít nhất nửa tháng. Diệp Huyên nói, nhất định phải kéo dài nửa tháng. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Sau đó mấy người Đạo Nhất cũng biến mất theo. Một lát sau, đám người Diệp Huyên đi đến vùng tinh không phong ấn kia. Mà giờ phút này, những phù văn kỳ lạ xung quanh đã mở gần như không thấy. Trong vòng xoáy màu đen, vô số hơi thở mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. Diệp Huyên nhìn vòng xoáy màu đen kia, đúng lúc này, một cô gái đi ra, người đi ra chính là Nguyệt Nha. Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Đạo Nhất, Đạo Nhất. Chẳng lẽ ngươi không để ý đến sống chết của muội muội ngươi sao? Đạo Nhất nhíu mày, Nguyệt Nha búng tay một cái,
một cô gái bị dẫn đến nơi này, chính là muội muội A Cổ của Đạo Nhất. Mà giây phút này, toàn thân A Cổ đều bị dùi hồn đóng vào. Khi nhìn thấy Đạo Nhất, A Cổ lập tức run giọng nói tỉ. Cứu muội. Đạo Nhất im lặng. Nguyệt Nha cười nói, Đạo Nhất, ngươi là thiên tài của tộc ta, đương nhiên tộc ta sẽ không vứt bỏ ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng trở về tộc, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Đạo Nhất đột nhiên đi về phía A Cổ, nàng ta đi đến trước mặt A Cổ, trong mắt lóe chút phức tạp, A Cổ. A Cổ chợt bật khóc, tỉ, cứu muội. Lúc này, trong tay Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện một cây dao găm, A Cổ kia còn chưa kịp phản ứng, dao găm trong tay nàng ta đã lướt qua cổ của A Cổ. Xoẹt. Nơi cổ họng của A Cổ, dòng máu tươi bắn ra tung tóe. Tất cả mọi người nơi này đều sửng sốt. Bao gồm cả Diệp Huyên. Giết rồi. Trong sân, tất cả mọi người đều đang nhìn Đạo Nhất. Đạo Nhất đi đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ cười, bất ngờ sao. Diệp Huyên gật đầu. Đạo Nhất khẽ lắc đầu, nàng ta không còn là muội muội ta biết lúc đầu nữa. Nàng ta bây giờ chỉ một lòng muốn ta chết mà thôi. Diệp Huyên im lặng. Quả thực, A Cổ kia từ đầu tới cuối chỉ hy vọng Đạo Nhất chết đi. Đạo Nhất khẽ nói, ta đã nghĩ thông rồi. Ta không nợ nàng ấy gì cả. Ban đầu vì nàng ấy mà phản bội chủ nhân, bây giờ ta chợt cảm thấy không đáng gì cả, thật sự không cả. Nói rồi, nàng ta lập tức rơi nước mắt. Diệp Huyên thở dài trong lòng. Hắn biết. Đạo Nhất đã hết hy vọng rồi. Hết hy vọng với dị duy tộc, hết hy vọng với muội mộ. Đặc biệt là đối với A Cổ, nàng ta vì A Cổ này mà bỏ ra quá nhiều, thế nhưng, A Cổ lại một lòng muốn nàng ta chết. Thất vọng buồn lòng. Nguyệt Nha ở bên cạnh nhìn Đạo Nhất, không nói gì. Nàng ta biết, sau này Đạo Nhất sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với dị duy tộc nữa. Đạo Nhất qua người nhìn Nguyệt Nha. Nguyệt Nha quân sư, sau này đừng chơi mấy trò mèo này nữa. Vì như thế rất mất mặt đấy. Nguyệt Nha cười nói, được. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, người chuẩn bị xong rồi chứ. Diệp Huyên cười nói, đến đi. Nguyệt Nha nhếch miệng, như người muốn. Vừa dứt lời, nàng ta vỗ tay một cái. Ầm. Những phong ấn xung quanh đột nhiên biến mất dần, đồng thời, lốc xoáy đen kia bắt đầu rung động, dần dần. Không gian xung quanh lại xuất hiện vô số bóng người. Cao thủ dị duy tộc. Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyên, giết. Không hề rông dài. Lần này, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, giết Diệp Huyên trước, sau đó lại nuốt chửng vùng vũ trụ này. Trong sân, toàn bộ cao thủ dị duy tộc lập tức lao về phía Diệp Huyên. Rõ ràng là không muốn cho Diệp Huyên cơ hội sống nào. Đạo Nhất nheo hai mắt. Đang muốn ra tay thì lúc này, Diệp Huyên chợt nói, để ta. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên bước về trước một bước, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể hắn lại bắt đầu dao động. Đung huỳnh. Trên hai vai Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện hai con rồng khổng lồ bay ra. Một vàng một đen. Hai con rồng hứng lấy gió bão, trực tiếp quét sạch cả tinh không, vô số cao thủ dị duy tộc đều bị đẩy lùi. Nhìn thấy hai con rồng khổng lồ, Nguyệt Nha khẽ nhíu mày, Thiên Yêu Quốc. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn Nguyệt Nha, thấy vậy, Nguyệt Nha lập tức siết chặt tay phải, mà lúc ấy Diệp Huyên đã lao đến trước mặt nàng ta, sau đó chém ra một kiếm. Kiếm này vừa chém ra, cả tinh không lập tức dao động. 135 thuật rút kiếm. Không chỉ như vậy, còn có thêm huyết mạch chi lực. Một kiếm này... Có thể nói là cực hiện của Diệp Huyên lúc này, đương nhiên, hắn không dùng thần thú chi lực, nếu dùng đến thần thú chi lực thì còn mạnh hơn nữa. Cảm nhận được sự kinh khủng từ kiếm này của Diệp Huyên, sắc mặt Nguyệt Nha bỗng thay đổi, Diệp Huyên này một kiếm giết chết nàng ta à. Không nghĩ nhiều, Nguyệt Nha đột nhiên chắp hai tay, thoáng chốc, một luồng sáng kỳ lạ lập tức lơ lửng trên đầu nàng ta. Nguyệt Nha lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên đánh bay cả nghìn trượng. Mà Diệp Huyên cũng bị sức mạnh to lớn kia đánh bay ra ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn bàn tay khẽ run của mình, sau đó nhìn luồng sáng trên đỉnh đầu Nguyệt Nha phía xa. Đạo Nhất bỗng nói, chục thời gian. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất trầm giọng nói, nàng ta là cao thủ trên ý cảnh, cũng chính là trụ cảnh,
cao thủ trụ cảnh có thể thực chất hóa duy độ thời gian, cũng chính là trục thời gian. Trục thời gian. Diệp Huyên quay đầu nhìn Nguyệt Nha kia, khóe miệng Nguyệt Nha đã chảy máu. Một kiếm vừa nãy tuy không thể giết chết Nguyệt Nha, nhưng cũng đủ làm nàng ta bị thương. Lúc này trong lòng Nguyệt Nha vô cùng kinh ngạc, nàng ta không ngờ, sau khi nàng ta dùng đến trục thời gian mà lại vẫn bị Diệp Huyên thương tổn. Uy lực một kiếm này của Diệp Huyên lại mạnh đến như vậy. Yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt. Tên này không hề kém Diệp Thần năm đó chút nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nguyệt Nha chợt lóe lên sát ý, giết. Vừa dứt lời, vô số cao thủ dị duy tộc trong cả tinh không lập tức lao về phía nhóm người Diệp Huyên. Mà hai con rồng lớn mà Diệp Huyên gọi ra lập tức đã ngăn bọn họ lại. Thấy nhiều người dị duy đến như vậy, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sức lực một mình hắn chắc chắn không thể ngăn chặn được nhiều cao thủ dị duy tộc như vậy. Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng nói, tiền bối, giúp ra. Thần thú nói, chuẩn bị xong rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, đến đi. Thần thú cười nói, vậy đến thôi. Một luồng sức mạnh đột nhiên từ trong người hắn sôi sục, thoáng chốc, tinh không trong vòng 10 vạn dặm đều sôi trào. Mà gương mặt Diệp Huyên thoáng chốc đã trở nên vặn vẹo. Lúc này hắn cảm nhận được trong cơ thể mình như thể muốn nứt toạc ra. Nguyệt Nha ở phía xa khẽ nhíu mày, hơi thở tên này sao đột nhiên lại tăng mạnh như vậy. Lúc này, Diệp Huyên siết chặt hai tay. Tinh không xung quanh bắt đầu sụp đổ từng tấc một. Diệp Huyên bỗng gào lên, đánh mạnh một quyền. Thoáng chốc, một luồng sức mạnh kinh người tuôn ra từ trên nắm đấm Diệp Huyên, một quyền này đánh ra tựa như núi lửa phun trào, cả tinh không lập tức vỡ vụn. Còn mấy cao thủ dị duy tộc dẫn đầu lập tức bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Bởi vì luồng sức mạnh này không chỉ phá hủy không gian, mà ngay cả duy độ thời gian của tinh không này cũng trực tiếp bị phá hủy. Nguyệt Nha lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đang định ra tay thì lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai nàng ta, để ta. Vừa nói xong, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Con người Diệp Huyên co lại, hắn đánh mạnh một quyền. Người đàn ông trung niên cũng tung một đấm. Quyền của hai người vừa va chạm với nhau. Tiếng nổ kinh trời đột nhiên vang lên trong sân. Thoáng chốc Diệp Huyên đã bị đánh bay cả nghìn trượng. Còn người đàn ông trung niên lại không lùi dù nửa bước. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, thân xác hắn lập tức rạn nứt, nhưng đã nhanh chóng tự hồi phục lại. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên phía xa, đạo nhất ở bên cạnh trầm giọng nói, tộc trưởng dị duy tộc, Lý Thị Tín. Diệp Huyên nhíu mày, tên của loài người. Đạo nhất lắc đầu, đây là tên đã phiên dịch. Còn tên của dị duy tộc thì có nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Diệp Huyên. Đạo nhất trầm giọng nói, bây giờ cảm thấy thế nào? Diệp Huyên nhìn thân thể bản thân, tuy có huyết mạch bất tử và tử khí tự hồi phục, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân không ổn. Ngũ tạng đã bị tổn thương. Diệp Huyên nhìn Lý Thị Tín ở phía xa, tộc trưởng dị duy tộc này cũng xuất hiện rồi. Lý Thị Tín nhìn Diệp Huyên, Diệp Thần. So với lúc đầu, hiện tại ngươi còn yếu hơn rất nhiều. Diệp Huyên chậm chậm siết chặt nắm tay phải, trong lòng hỏi, thần thú tiền bối, hiện tại ta có thể dùng được bao nhiêu sức lực của người? Im lặng một lúc, thần thú nói, hai phần, đâu là cực hạn mà ngươi có thể đạt được lúc này? Hơn nữa, nếu ngươi dùng hai phần sức mạnh này, thân xác có khả năng không chịu đựng nổi. Quan trọng nhất là, dù ngươi có dùng hai phần sức của ta thì với thực lực hiện tại của ngươi, cũng không thể đấu lại tộc trưởng dị duy tộc trước mặt này. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, không đánh được cũng phải đánh. Lúc này, đột nhiên thần thú cười nói, tiểu tử, ta giúp ngươi đối phó với người này. Diệp Huyên ngân người. Thần thú cười ha ha, lúc trước ta đánh cược với ngươi chẳng phải đã thua ngươi một lần rồi sao? Bây giờ ta giúp ngươi đối phó với người này, xem như xí xóa ân tình kia, ngươi thấy thế nào? Đương nhiên. Trạng thái hiện tại của ta cũng không thể thắng được người này, nhiều lắm chỉ có thể kéo chân ông ta thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Thần thú khẽ cười, sau đó băng cánh tay trong tay Diệp Huyên đột nhiên bay ra. Ở phía xa, Lý Thị Tín kia nhíu mày, ông ta điểm ngón tay về phía trước.
ầm, bùm, băng cánh tay kia lập tức bị ép dừng lại. Mà lúc này, một bóng người chợt bay ra từ trong cánh tay thần thú kia. Chính là thần thú. Thần thú lập tức đánh một quyền về phía Lý Thị Tín. Sức mạnh. Lý Thị Tín chợt nhíu mày, ông ta cũng không tránh né, trực tiếp đánh một quyền đỡ lấy quyền của thần thú. Ầm ầm. Hai quyền vừa va chạm, một luồng khí mạnh mẽ lập tức quét sạch cả tinh không, mọi người trong sân bị chấn động, lùi về sau, cả Diệp Huyên cũng vậy. Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Bù. Luồng khí trước mặt hắn lập tức bị chém vỡ. Diệp Huyên nhìn về phía hai người thần thú, ánh mắt vô cùng nặng nề. Thực lực hai người này không chỉ mạnh bình thường. Lúc này, giọng nói thần thú ở phía xa đột nhiên vang lên, tiểu tử, ngươi đừng chỉ nhìn không vậy chứ. Ta chỉ có thể kéo chân ông ta được một lúc thôi, ngươi muốn làm gì thì mau làm đi. Diệp Huyên cười nhạt, sau đó hắn quay người nhìn Nguyệt Nha cười nói, muốn giết ta trước. Diệp Huyên đi về phía Nguyệt Nha, tay trái hắn siết chặt kiếm trong tay, mà lúc này, máu huyết trong thân thể hắn đã bắt đầu sôi sục. Huyết mạch chi lực. Ở phía xa, gương mặt tươi cười của Nguyệt Nha dần biến mất, ra tay. Nàng ta vừa dứt lời, không gian hai bên đột nhiên nứt ra, sau đó, không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức giống như dao động dập dờn như làn sóng. Mà lúc này, đạo nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, bàn tay nàng ta đập mạnh xuống. Ầm ầm. Không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức nứt ra, vô số tàn ảnh lập tức bay ra. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, ta và mấy người tai ách kéo chân bọn họ. Ngươi cẩn thận chút. Nói xong, nàng ta lập tức lao đi, vừa đi không gian xung quanh lập tức cuộn trào. Sức mạnh duy độ thời gian. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, lúc này hắn mới phát hiện, bản thể đạo nhất này không chỉ mạnh bình thường đâu. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên trực tiếp lao về phía Nguyệt Nha nheo mắt, tay phải chậm rãi siết chặt, đang định ra tay thì lúc ấy. Diệp Huyên đột nhiên lại đổi hướng, trực tiếp lao về phía lốc xoáy đen kia. Thấy vậy, sắc mặt Nguyệt Nha thay đổi. Ngươi dám, nói rồi, nàng ta lập tức lao về phía Diệp Huyên. Mà lúc này, Diệp Huyên lại chém một kiếm xuống. Ầm. Một kiếm vừa rơi xuống, không gian lốc xoáy đen kia lập tức nứt vỡ. Mà lúc này, Nguyệt Nha kia đã lao đến, Diệp Huyên quay người lại chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Nguyệt Nha lập tức bị chém bay. Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyên chằm chằm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Huyên lại khẽ cười, xem ra, ta cược đúng rồi. Các người xây dựng truyền tống thông đạo này hẳn là rất tốn công, đúng chứ? Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyên, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản chúng ta sao? Xây dựng một truyền tống thông đạo, đối với chúng ta mà nói, chẳng qua chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Chút thời gian. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, lúc này thứ hắn cần chính là chút thời gian. Ở chân trời phía xa, Lý Thị Tín kia đột nhiên dừng lại, ông ta nhìn thần thú trước mặt Thiên Yêu Quốc. Thần thú cười nói, đúng vậy. Lý Thị Tín lắc đầu, vì một tên loài người mà làm kẻ địch với dị duy tộc ta, đáng sao? Thần thú cười lớn, ta cảm thấy, mẹ nó đáng lắm. Lý Thị Tín. Dị duy tộc. Thật ra đối với thần thú mà nói, dị duy tộc cũng không yếu, nhưng người ông ta giúp là ai? Diệp Huyên. Người khác không biết, nhưng nó biết cha tên này biến thái đến nhường nào. Đừng nói là dị duy tộc, cho dù có 10 dị duy tộc cũng không phải đối thủ của cha tên nhóc này. Tuy nói người đàn ông áo xanh để Diệp Huyên tự mình đối mặt mọi thứ, nhưng nếu Diệp Huyên thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, người làm cha thật sự sẽ không màng đến sao? Mà sở dĩ cả đường này nó đều giúp Diệp Huyên, đương nhiên là muốn kết phần thiện duyên rồi. Cấp bậc người đàn ông áo xanh quá cao, dù nó muốn kết thiện duyên thì cũng chẳng có cơ hội đó nữa là. Nhưng Diệp Huyên thì khác. Diệp Huyên lúc này, rất cần nó giúp đỡ. Mà giúp đỡ Diệp Huyên cũng đồng nghĩa cũng gián tiếp kéo quan hệ với người đàn ông áo xanh. Vì Diệp Huyên mà đắc tội với dị duy tộc, đáng hay không? Đáng. Thực sự rất đáng. Nghe thấy lời của thần thú, Lý Thị Tín nhíu chặt mày. Là điều gì khiến yêu thú của Thiên Yêu Quốc này lại giúp đỡ Diệp Huyên như vậy? Ông ta nghĩ không ra.
chẳng lẽ là hai chỗ dựa sau lưng Diệp Huyên sao? Nghĩ đến đây, Lý Thị Tín quay đầu nhìn Diệp Huyên, lúc này, ông ta nhớ đến Tư Cảnh. Xung quanh, những cao thủ dị duy tộc kia muốn ra tay, nhưng lại bị Lý Thị Tín ngăn lại. Những cao thủ dị duy tộc kia đều lui ra sau Lý Thị Tín, Lý Thị Tín nhìn Diệp Huyên, xem ra, chúng ta không hiểu rõ về Diệp công tử rồi. Diệp Huyên cười nói, ta chỉ là một người bình thường. Lý Thị Tín nhìn Diệp Huyên, một lúc sau, thân thể ông ta dần trở nên hư ảo. Mà mấy người dị duy xung quanh cũng biến mất từng người một. Diệp Huyên nhíu mày. Lúc này, thần thú ở bên cạnh đột nhiên nói, bọn họ trốn vào trong duy độ thời gian rồi. Diệp Huyên nhìn thần thú, tiền bối, đa tạ. Thần thú cười nói, chuyện nhỏ. Nói rồi, nó lập tức quay về trong cánh tay thần thú. Diệp Huyên nhìn xung quanh, chúng ta đi. Nói xong, hắn đưa mọi người rời đi. Một nơi nào đó trong duy độ thời gian, Lý Thị Tín nhìn một bóng người trước mặt, hôm Tư Cảnh bị giết như thế nào, kể lại. Bóng người thấp giọng nói ra. Một lúc lâu sau, Lý Thị Tín nhẹ giọng nói, cô gái tóc trắng kia giết Tư Cảnh, chỉ dùng một chiêu. Bóng người gật đầu. Lý Thị Tín gật đầu. Lúc này, Nguyệt Nha bên cạnh đột nhiên nói, thân phận của cô gái đó, chúng ta không tra ra được. Lý Thị Tín lắc đầu, trọng điểm không phải cô gái tóc trắng, mà là thái độ nàng ta đối với cô gái váy trắng. Nguyệt Nha nhìn bóng người, kính trọng sao? Bóng người gật đầu, thái độ có phần kính trọng. Từ đầu đến cuối, cô gái váy trắng kia chưa từng liếc nhìn đến Tư Cảnh trưởng lão. Nghe vậy, sắc mặt Nguyệt Nha dần trở nên nặng nề. Lý Thị Tín trầm giọng nói, thái độ cô gái tóc trắng đối với cô gái váy trắng là kính trọng, có nghĩa là thực lực cô gái váy trắng còn hơn cả nàng ta, mà cô gái váy trắng từ đầu đến cuối đều không nhìn Tư Cảnh, tức là nàng ta căn bản không xem Tư Cảnh ra gì cả. Dù là cô gái tóc trắng hay là cô gái váy trắng, thì với thực lực bọn họ, e rằng dị duy tộc ta không thể địch nổi. Nguyệt Nha nhíu mày, mạnh đến nhường nào? Lý Thị Tín nhìn Nguyệt Nha, có thể còn mạnh hơn. Nguyệt Nha. Lý Thị Tín nhìn phía xa, yêu thú giao đấu với ta vừa nãy kia, nó chỉ là linh hồn, nhưng thật ra không kém ta chút nào. Trong yêu thiên quốc, trình độ như vậy thì thân phận và địa vị chắc chắn không thấp. Thế mà nó, lại cam tâm tình nguyện vì Diệp Huyên này mà. Nói đến đây, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, người sau lưng Diệp Huyên này, chắc chắn dị duy tộc ta địch không nổi. Nguyệt Nha trầm giọng nói, chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ qua đại đạo bản nguyên và linh khí vùng vũ trụ này sao? Lý Thị Tín nhìn Nguyệt Nha, mạng của người trong tộc quan trọng hơn. Nguyệt Nha khẽ cúi đầu, không nói gì. Lý Thị Tín nói, người đích thân đi tra xem cô gái váy trắng và cha của Diệp Huyên kia, phải tra kỹ càng. Nguyệt Nha gật đầu, được. Nói xong, nàng ta đã biến mất không thấy. Ánh mắt Lý Thị Tín chợt lóe chút phức tạp, Diệp thần năm đó, hiện tại lại là Diệp Huyên này, chẳng lẽ đây là trừng phạt của ông trời dành cho dị duy tộc ta? Trước kia, dị duy tộc linh khí dồi dào, đại đạo căn nguyên vô cùng dư giả. Thế nhưng, vì dị duy tộc nuốt chửng và phung phí không kiểm soát, linh khí của cả dị duy giới bắt đầu cạn kiệt, đại đạo căn nguyên thì lại biến mất sạch sẽ. Không chỉ vậy, bởi vì dị duy tộc lớn mạnh, cả dị duy giới cuối cùng chỉ còn lại một bộ tộc duy nhất sống sót. Những tộc khác đều đã bị giết chết. Mà bây giờ, dị duy giới đã khó mà sinh tồn được tiếp, nếu không nuốt chửng một thế giới mới thì dị duy tộc sẽ bị diệt vong. Một lúc sau, Lý Thị Tín quay người rời đi. Ở bên hồ, trong phòng trúc. Lúc này, sắc mặt nhóm người Diệp Huyên có phần nặng nề. Đạo Nhất trầm giọng nói, có thể bọn họ sẽ điều tra ngươi lại lần nữa. Diệp Huyên hỏi, sau đó thì sao? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, sau đó có thể bọn họ sẽ trực tiếp báo với Diệp tộc, để Diệp tộc đến đối phó ngươi và cô gái váy trắng sau lưng ngươi. Nếu như vậy, thì bọn họ có thể ngư ông đắc lợi. Mặc dù làm vậy thì có thể bọn họ sẽ không có được đại đạo căn nguyên, nhưng, làm thế thì bọn họ gần như không cần mạo hiểm cũng có thể có được vùng vũ trụ này. Vì vậy, có khả năng bọn họ sẽ báo cho Diệp tộc. Báo cho Diệp tộc. Diệp Huyên nhẹ giọng nói vậy thì kẻ địch của chúng ta lại từ dị duy tộc biến thành Diệp tộc rồi sao? Đạo Nhất gật đầu, phải xem dị duy tộc có lòng tham hay không, có ngốc hay không.
Nhưng, tộc trưởng dị duy tộc cũng không phải kẻ ngốc, vừa này ông ta đã thu tay thì rõ ràng đã nghĩ đến chuyện điều tra ngươi lại từ đầu rồi. Nếu giết ngươi mà hại nhiều hơn lợi, chắc chắn hắn sẽ không tiếp tục nhắm vào ngươi, mà sẽ báo cho Diệp tộc, để Diệp tộc và ngươi liều chết. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mục Thánh bỗng hỏi, chỉ bằng chúng ta liên lạc với những thuộc hạ của cựu thế tử Diệp tộc kia xem. Diệp Huyên lắc đầu, không thực tế. Ban đầu sau khi bọn họ chạy trốn, với thủ đoạn của mẹ Diệp thần, những người còn lại chắc chắn đã bị xử lý. Cho dù không bị giải quyết, bây giờ đã trôi qua nhiều năm như vậy, những người đó cũng chưa chắc có thể còn trung tâm như lúc đầu. Nhất là hiện tại, ta còn chưa thức tỉnh, bọn họ lại càng không có khả năng trung thành với ta. Huống hồ, bây giờ các ngươi đến Diệp tộc thì quá nguy hiểm. Mục Thánh trầm giọng nói, thế tử, người nói có đạo lý, nhưng, người đừng đánh giá thấp ảnh hưởng của người ở trong tộc. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, Mục Thánh, đó là trước đây. Rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi, nhất là lòng người. Lại nói, dù những thuộc hạ này ủng hộ, thì có thể đối phó được với cô gái kia sao? Năm đó khi Diệp Thần ở thời kỳ đỉnh cao cũng đã thất bại rồi. Lúc đó còn có nhiều trưởng lão giúp đỡ, còn bây giờ thì sao? Ta dám đánh cược, trong Diệp tộc, phàm là những trưởng lão từng ủng hộ Diệp Thần lúc đó, chắc chắn đã bị xử sạch rồi. Sắc mặt Mục Thánh có chút khó coi, vậy chúng ta phải làm sao? Đợi chết. Diệp Huyên lắc đầu, dựa vào người khác, chỉ bằng tự dựa vào cha ta. Ít nhất, cha ta có lẽ cũng đáng tin. Lúc này, tiểu tháp có chút phấn khích nói, tiểu chủ, người muốn dùng kiếm chủ lệnh sao? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, hắn lấy kiếm chủ lệnh ra, nhìn kiếm chủ lệnh trong tay, hắn khẽ lắc đầu, ta không muốn dùng cho lắm. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, là phụ thân người đưa cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Đạo nhất lại nói, người đồng ý với ông ấy sẽ không dùng. Diệp Huyên lắc đầu, không có. Đạo nhất khẽ nói vậy là bản thân ngươi không muốn dùng. Diệp Huyên gật đầu, không muốn dùng lắm. Nói rồi, hắn khẽ cười. Đương nhiên, nếu Diệp tộc thật sự cử tộc đến giết ta, ta chắc chắn sẽ không lo nghĩ nhiều như vậy. Thực lực Diệp tộc này chắc chắn không phải thứ hắn có thể chống đỡ vào lúc này, dưới tình huống đó, chắc chắn hắn sẽ mặc kệ tất cả. Cũng không thể đợi người mình chết rồi mới dùng đến được, đúng chứ? Lúc này, Mục Thánh bỗng nói, lệnh bài này có thể đánh được Diệp tộc. Diệp Huyên nhìn kiếm chủ lệnh trong tay, cười nói, chắc là có thể. Mục Thánh do dự chốc lát rồi nói, thế tử, ta cảm thấy, có thể người hơi đánh giá thấp Diệp tộc rồi. Diệp Huyên nhìn Mục Thánh trầm giọng nói, dị duy tộc này rất mạnh, nhưng, trước mặt Diệp tộc, thật sự cũng chỉ là một thế lực nhỏ, cho dù bây giờ Diệp tộc không phải là đại tộc đứng đầu vĩnh sinh giới, nhưng, thế lực bình thường cũng không thể lay chuyển được bọn họ, nên nói là, tất cả thế lực ngoài vĩnh sinh giới khi ở trước mặt Diệp tộc, thì e rằng hoàn toàn không đang coi trọng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bay ra, nó nhảy loạn một hồi, này, người đang xem thường chủ nhân sao? Mục Thánh lạnh nhạt nói, không có ý xem thường bất kỳ ai, ta chỉ là muốn để thế tử biết, Diệp tộc không phải thế lực bình thường, thế tử không thể gửi gắm hy vọng vào người khác. Tào lao. Tiểu tháp lập tức nhảy lên, cô gái, Diệp tộc ở trước mặt chủ nhân cũng là cái giám. Cái giám, chỉ cần thiếu chủ sử dụng kiếm chủ lệnh, muốn tiêu diệt Diệp tộc ngươi, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Mục Thánh cười lạnh, ngươi là cái tháp chém gió nhất ta từng gặp đấy. Diệp Huyên. Tiểu tháp tức giận nhảy lên, cô gái, ngươi lại dám nói ta chém gió. Ngươi, tức chết ta mất. Mục Thánh không quan tâm tiểu tháp, nàng ta nhìn Diệp Huyên, thế tử, bây giờ người vẫn chưa thức tỉnh, người không biết Diệp tộc mạnh thế nào. Ta chỉ có thể nói, người tuyệt đối đừng gửi gắm hy vọng vào người khác, thế lực bên ngoài vĩnh sinh giới và thế lực trong vĩnh sinh giới, quả thực như trời và đất. Phải biết là trong vĩnh sinh giới, là có vĩnh sinh chi khí. Tuổi thọ những cao thủ đỉnh cao đó thấp nhất cũng là mấy chục vạn năm, bọn họ sống lâu như vậy, thực lực căn bản không thể so với những người bên ngoài. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Mục Thánh nhìn Diệp Huyên, vậy thế tử có dự định gì? Diệp Huyên cười nói, dự định của ta chính là, có thể gánh vác thì tự mình gánh vác, không thể chịu nổi thì gọi người. Mục Thánh cười khổ, thế tử, người tin ta đi,
người gọi ai cũng vô dụng thôi. Diệp tộc của Vĩnh Sinh Giới, ai ra? A Tỷ ở bên cạnh cũng nói, thể tử, Mục Thánh cũng không phải nói hù dọa gì, cũng không phải xem thường phụ thân của người, chỉ là, Diệp tộc này rất mạnh, người gọi người đến, chẳng qua cũng chỉ là tìm đường chết. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên giống giận, các người khiến ta tức chết mà. Nói rồi, đột nhiên nó bay đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó khẽ chạm vào kiếm chủ lệnh, mở kiếm chủ lệnh, lập tức. Gọi người ra đây cho lão tử. Thoáng chốc im lặng, một luồng kiếm quang đột nhiên bao phủ Tiểu Tháp, một lúc sau, kiếm quang kia biến mất, đồng thời, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong kiếm chủ lệnh, không phải chủ nhân, cũng không phải dòng chính của chủ nhân, không có tư cách mở kiếm chủ lệnh. Tặng ngươi hai chữ, nói rồi, nó dừng lại một chút rồi nói cút. Mọi người. Cút. Tiểu Tháp hoàn toàn choáng váng. Thế mà lại bảo mình cút. Chuyện này có thể nhịn sao? Tiểu Tháp lao thẳng về phía kiếm chủ lệnh. Quỳnh. Thoáng chốc, một tháp một lệnh lao vào đánh nhau. Diệp Huyên liếc mắt nhìn kiếm chủ lệnh ở nơi xa, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ kiếm chủ lệnh này lại còn biết nói chuyện. Nói cách khác, kiếm chủ lệnh này có linh. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên bay trở về trước mặt Diệp Huyên, nó run giọng nói, tiểu chủ, nó đánh ta. Diệp Huyên cười nói, ngươi cũng có thể đánh nó. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, hình như ta đánh không lại. Diệp Huyên. Lúc này, kiếm chủ lệnh kia bay đến trước mặt Diệp Huyên, nó lượn quanh Diệp Huyên một vòng, dường như đang đánh giá Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn kiếm chủ lệnh, không nói gì. Lúc này, kiếm chủ lệnh khẽ run lên, sau đó vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Huyên. Rõ ràng, đây là đã công nhận thân phận của Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn kiếm chủ lệnh trong tay mình, chìm vào im lặng. Kiếm minh. Một liên minh kiếm đạo. Trong lòng Diệp Huyên hơi nghi ngờ, liên minh kiếm đạo cha mình sáng tạo ra này có thể làm gì được Diệp tộc sao? Thật ra trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Đương nhiên, hắn vẫn vô cùng tin tưởng cha mình. Nhưng mà, thuộc hạ của cha chưa chắc đã rất mạnh. Diệp Huyên khẽ thở dài, hắn thu hồi kiếm chủ lệnh rồi đi đến bên hồ. Lúc này trong lòng hắn rất bất đắc dĩ. Mình càng cố gắng, kẻ địch lại càng lớn mạnh. Thế này còn cho người ta sống hay không? Đạo Nhất đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên. Cười nói, có phải cảm thấy rất khó khăn hay không? Diệp Huyên gật đầu, Đạo Nhất chợt kéo lấy tay Diệp Huyên, không sao, ta giúp đỡ ngươi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, cười nói, có thể sẽ chết đấy. Đạo Nhất chớp chớp mắt, ngươi thấy ta giống như sợ chết lắm sao? Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, ta cũng không sợ chết. Nhưng mà, ta không muốn chết. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, cười nói, vậy thì đánh đổ Diệp tộc. Diệp Huyên cười lớn, đánh đổ Diệp tộc. Mục Thánh ở sau lưng Diệp Huyên khẽ thở dài. Đánh đổ Diệp tộc. Thật ra, nàng ta rất muốn nói, Diệp Huyên muốn mượn dùng sức mạnh bên ngoài đánh đổ Diệp tộc, quả thật chính là nằm mơ giữa ban ngày. Cao thủ ý cảnh. Ở Diệp tộc, thật sự không được coi là gì cả. Năm đó nàng ta cũng là ý cảnh, nhưng mà, ngay cả tư cách tiến vào nội bộ Diệp tộc cũng không có. Người nào có thể đánh đổ Diệp tộc? E rằng cũng chỉ có Ma Kha thần tộc gia tộc mạnh nhất năm đó mới có đủ thực lực, nhưng mà Ma Kha thần tộc đã bị tiêu diệt rồi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Tai Ách, tìm được mấy người niệm tỷ chưa? Pháp tắc Tai Ách ở bên cạnh lắc đầu, vẫn chưa. Diệp Huyên nhíu mày, biến mất rồi. Pháp tắc Tai Ách trầm giọng nói, có lẽ các nàng đã không còn ở trong vùng vũ trụ này. Diệp Huyên nhìn về phía pháp tắc Tai Ách, không ở trong vùng vũ trụ này. Pháp tắc Tai Ách gật đầu, nếu ở trong vùng vũ trụ này, muốn tìm được các nàng thì rất đơn giản, nhưng đến bây giờ ta vẫn không thể tìm được các nàng, chỉ có một cách giải thích, đó là các nàng đã rời khỏi vùng vũ trụ này. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu niệm tỷ và đồ đi nơi khác, không thể nào không báo cho ta biết, trừ phi các nàng đi rất gấp. Đạo Nhất đột nhiên nói, liệu có phải là phụ thân ngươi mang các nàng đi hay không? Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Nhất, là sao? Đạo Nhất trầm giọng nói, không phải phụ thân ngươi có một thế lực tên là Kiếm Minh hay sao? Hai người bọn họ đều là kiếm tu,
liệu có phải được phụ thân ngươi mang đi gia nhập kiếm minh rồi hay không? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Diệp Huyên khẽ nói, cũng có thể lắm. Nhưng hắn biết, phụ thân và đồ quen biết nhau. Hơn nữa, phụ thân còn khá là kính trọng đồ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cô gái xuất hiện ở nơi này. Pháp tắc thời gian, pháp tắc thời gian nhìn đám người Diệp Huyên, dị duy tộc đang mở lại thông đạo truyền tống không gian. Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ muốn tiếp tục phái cao thủ đến sao? Đạo Nhất đột nhiên nói, cũng có thể là rút lui. Mọi người nhìn về phía Đạo Nhất ngẩng đầu nhìn về phía tinh không sâu thẳm, nếu như lựa chọn rút lui vậy đồng nghĩa với việc bọn họ muốn thông báo cho Diệp tộc. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ, chúng ta có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Lúc này, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Người đến chính là tộc trưởng Lý Thị Tín của dị duy tộc. Lý Thị Tín nhìn xuống Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta đã đánh giá thấp người đứng phía sau ngươi rồi. Nói xong, ông ta liếc nhìn xung quanh, khẽ nói, vũ trụ thật dồi dào linh khí, đáng tiếc, tạm thời không có duyên với dị duy tộc ta. Diệp công tử, nghênh đón kẻ địch mới của ngươi đi. Nói xong, thân thể của ông ta dần dần mờ đi. Diệp Huyên vội vàng nói, đừng mà, chúng ta đánh tiếp đi. Lý Thị Tín nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên cũng không nói gì nữa. Mẹ nó! Sao lần này kẻ địch bỗng trở nên thông minh rồi? Dứt khoát không đánh nữa. Hắn cũng có chút không quen. Lúc này, Lý Thị Tín trực tiếp biến mất. Diệp tộc! Diệp Huyên ở bên dưới im lặng một lúc lâu, sau đó nói, A Tị, Mục Thánh, nói về Diệp tộc cho ta đi. Mục Thánh gật đầu, Diệp tộc đã từng là gia tộc lớn nhất Vĩnh Sinh giới. Diệp Huyên đột nhiên nói, ý cảnh ở Diệp tộc có cấp bậc gì? Mục Thánh nhìn Diệp Huyên, là để làm việc vặt. Diệp Huyên chợt nằm xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đừng nói nữa. Ta bình tĩnh một lát. Nói xong, hắn kéo lấy cánh tay của pháp tắc sinh mệnh ở bên cạnh để lên trên đầu mình, nói, chữa trị giúp ta, ta nhức đầu. Mọi người. Trong tinh không nào đó, một bóng mờ không ngừng bay xuyên qua tinh không. Cứ như vậy, khoảng một ngày sau, bóng mờ này đột nhiên đi vào trong một vùng tinh không tĩnh mịch. Trong vùng tinh không tĩnh mịch này có vô số thi thể đang trôi lơ lửng. Dày đặc chằng chịt, trải rộng toàn bộ tinh không. Tử khí ở nơi này đậm đặc giống như thực chất, cho dù là cao thủ ý cảnh cũng khó mà chịu nổi. Suốt dọc đường, bóng mờ này cẩn thận từng ly từng tí tránh né những tử khí đó, bóng hình chậm rãi đi về nơi xa, khoảng một canh giờ sau. Bóng ràng nhìn thấy một cánh cổng đá màu trắng. Cánh cổng Vĩnh Sinh. Đi qua cánh cổng này là có thể đến Vĩnh Sinh giới trong truyền thuyết. Mà xung quanh cánh cổng Vĩnh Sinh này lại càng có nhiều thi thể. Mỗi một cỗ thi thể trong này thấp nhất cũng là ý cảnh, ngay cả trụ cảnh cũng nhiều vô số kể. Những người này đều muốn tiến vào Vĩnh Sinh giới. Nhưng mà, toàn bộ đều bị chém giết. Vĩnh Sinh giới. Vĩnh sinh khí, đó là thứ mà vô số người tu hành tha thiết ước mơ. Cho dù là dị duy tộc cũng động lòng, nhưng dị duy tộc không dám có bất kỳ suy nghĩ gì. Đúng lúc này, cánh cổng Vĩnh Sinh đột nhiên rung động, ngay sau đó, một người đàn ông đi ra. Người đàn ông nhìn người dị duy trước mặt, vẻ mặt lạnh lẽo. Người dị duy kia vội vàng thi lễ, tại hạ đến từ dị duy giới, có chuyện quan trọng bẩm báo Diệp gia. Người đàn ông mặt không cảm xúc, nói. Người dị duy vội vàng nói, Diệp thần của Diệp tộc trở về rồi. Nghe vậy, đồng tử của người đàn ông bỗng nhiên co rụt lại. Đúng lúc này, không gian xung quanh người dị duy kia đột nhiên biến thành một vòng xoáy màu đen, ngay sau đó, người dị duy trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Nơi đó, sắc mặt người đàn ông hơi khó coi, một lát sau, hắn ta quay người rời đi. Người dị duy kia bỗng nhiên xuất hiện trong một đại điện, bên trong đại điện vô cùng yên tĩnh. Dường như phát hiện ra cái gì, người dị duy kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, cách đó không xa có một người phụ nữ đang ngồi, nhìn người phụ nữ chừng 30 tuổi, trên người mặc một chiếc váy dài màu đen, giữa lông mày vẽ một huyết văn. Người dị duy kia lập tức cung kính hành lễ, tham kiến tộc trưởng Diệp tộc.
Người phụ nữ trước mặt này chính là tộc trưởng Diệp tộc Diệp Lăng Thiên. Cũng là một trong bốn cao thủ của Vĩnh Sinh giới hiện nay. Diệp Lăng Thiên không nói gì, mà tập trung xem những bản tấu chương trong tay. Người dị duy kia đứng giữa đại điện, hơi cúi thấp đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mặc dù ông ta là cường giả ý cảnh, nhưng giây phút này, ông ta cảm thấy mình nhỏ bé hệt như cát bụi. Một lát sau, Diệp Lăng Thiên đặt bản tấu chương trong tay sang bên cạnh, bà ta nhìn người dị duy ở bên dưới còn sống. Người dị duy kia vội vàng cung kinh nói, vâng. Diệp Lăng Thiên đứng dậy đi về phía người dị duy kia, thân thể người dị duy kia lập tức run lẩy bẩy, giờ phút này, ông ta cảm thấy giống như có mấy trăm ngàn ngọn núi lớn đang đè xuống người ông ta. Diệp Lăng Thiên nhìn người dị duy trước mắt, luân hồi chuyển thế. Người dị duy lại gật đầu, rung giọng nói, vâng. Diệp Lăng Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, đi ra. Vừa dứt lời, sáu người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Thiên, sáu người đồng loạt quỳ xuống, bò rạp xuống mặt đất. Diệp Lăng Thiên mặt không biểu cảm, không giải thích chút sao. Người áo đen cầm đầu khàn giọng nói, tộc trưởng, ngày đó chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn bị cô gái kia giết chết. Diệp Lăng Thiên nhìn người áo đen, chết sạch sẽ rồi sao? Chuyện này. Thân thể người áo đen bắt đầu run rẩy. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, xem ra là chưa chết sạch sẽ. Người áo đen lại lập tức bò rạp xuống mặt đất, xin tộc trưởng cho chúng ta một cơ hội lấy công chuộc tội. Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, mang xuống, cho chó ăn. Nói xong, bà ta đi về phía cửa đại điện xa xa. Mà Diệp Lăng Thiên vừa dứt lời, bỗng nhiên có một bàn tay vô hình quét qua trong điện, sáu người áo đen kia lập tức bị quét đi. Cơ thể người dị duy càng run rẩy kịch liệt hơn. Sáu người kia đều là cao thủ trụ cảnh đó. Cứ giết chết như vậy sao? Diệp Lăng Thiên đi đến cửa đại điện, bà ta nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi đó có một đám mây trắng đang trôi nổi, xung quanh mây trắng là trời xanh thăm thẳm. Người dị duy ở sau lưng không dám thở mạnh. Một lát sau, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, tăng kiếp. Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cách Diệp Lăng Thiên không xa, người đàn ông trung niên cung kính hành lễ, tộc trưởng. Diệp Lăng Thiên mặt không cảm xúc, biết phải làm như thế nào chưa? Tăng kiếp khẽ gật đầu, đã rõ. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, khoan đã. Tăng kiếp dừng lại. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, e rằng người phụ nữ của Hách Lạp tộc kia đã biết chuyện này, phải chuẩn bị tâm lý. Tăng kiếp gật đầu, vâng. Diệp Lăng Thiên lại nói, xóa sạch tất cả những thứ liên quan đến hắn. Ta không muốn lại nghe thấy bất kỳ chuyện gì liên quan đến hắn nữa. Tăng kiếp hơi khom mình thi lễ rồi quay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn về nơi xa, khóe miệng hơi cong lên, con trai ngoan của ta, ngươi thật sự không để mẫu thân bớt lo. Ngay cả chết cũng không chết sạch sẽ chút. Giọng nói rất dịu dàng, nhưng nụ cười lại rất lạnh lẽo. Trên một đỉnh núi, một người đàn ông bước nhanh đến trước một sơn động, mà lúc này, một ông lão ngăn cản trước mặt người đàn ông. Người đàn ông hơi khom mình thi lễ, xích lão, ta có chuyện quan trọng bẩm báo đại tiểu thư. Ông lão lắc đầu, tiểu thư đang bế quan, có bất cứ chuyện gì cũng không nên quấy nhiễu nàng. Người đàn ông trầm giọng nói, Diệp thần trở về rồi. Uỳnh! Cổng lớn vào hang động đột nhiên vỡ vụn, một cô gái chậm rãi đi ra. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu đen. Tóc dài xõa vai, khuôn mặt tuyệt trần, chỉ là ánh mắt hơi lạnh lẽo, mang lại cảm giác người lạ chớ tới gần. Cô gái đi đến trước mặt người đàn ông, ở nơi nào? Người đàn ông trầm giọng nói, bẩm đại tiểu thư, hắn đã luân hồi chuyển thế. Cô gái chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên có một luồng sát ý lạnh lẽo cuồn cuộn phóng đến tận chân trời. Uỳnh! Trong nháy mắt, toàn bộ mây trắng nơi chân trời lập tức biến thành hư vô. Cô gái đột nhiên đi về nơi xa. Đúng lúc này, xích lão kia đột nhiên nói, ngôn, ngươi thật sự muốn tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Diệp tộc sao? Cô gái dừng bước, nhị thúc, ta không thể không quan tâm đến hắn. Xích lão khẽ thở dài, ngôn, năm đó hắn là kỳ tài ngút trời, vì lôi kéo hắn gia tộc bằng lòng giúp ngươi đối phó Diệp tộc, nhưng mà, bây giờ đã không phải là lúc trước.
người phụ nữ của Diệp tộc kia đã diệt trừ tất cả những người ủng hộ hắn trong Diệp tộc rồi. Hơn nữa, bà ta đã đạt đến cấp độ kia, đừng nói là Diệp thần bây giờ, cho dù là Diệp thần trước kia trở về cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cô gái chậm rãi nhắm mắt lại. Xích lão lại nói, bây giờ Hách Lạp tộc sẽ không vì hắn đối địch với Diệp tộc nữa, bởi vì đã không còn đáng giá. Cô gái gật đầu, ta biết. Xích lão khẽ thở dài, nhà đầu, thời đại của hắn đã qua rồi. Cô gái lắc đầu, nhị thúc ta nhất định phải cứu hắn. Xích lão lại hỏi, cho dù ngươi cứu được thì như thế nào? Ngươi có thể cứu hắn cả đời sao? Người phụ nữ của Diệp tộc kia độc ác hiếm thấy trên đời, bà ta sẽ không thể nào buông tha cho hắn. Năm đó bà ta bởi vì Diệp tộc nổi loạn nên không dám khai chiến với Hách Lạp tộc ta, nhưng tình hình bây giờ đã khác rồi. Nếu Hách Lạp tộc ta bảo vệ Diệp thần kia, chắc chắn bà ta sẽ khai chiến cùng chúng ta. Cô gái không nói gì. Xích lão khẽ thở dài, nhà đầu, người cũng phải suy nghĩ cho gia tộc một chút. Còn nữa, tấm lòng của ngươi đối với hắn đã đủ rồi. Cô gái nhìn chân trời xa xôi, nhị thúc, nếu ta rời khỏi Hách Lạp tộc, chắc chắn người phụ nữ kia sẽ biết, ngươi có thể đi một chuyến thay ta không? Xích lão lại thở dài một hơi. Cô gái khẽ nói, xin nhờ ngươi. Ánh mắt Xích lão phức tạp, nhà đầu, hắn tốt như vậy sao? Cô gái lắc đầu, ta và hắn đã từng có hôn ước. Chỉ cần hắn không chính miệng nói từ hôn, vậy ta vĩnh viễn là vị hôn thê của hắn. Từ hôn. Xích lão im lặng một lát rồi nói, ta đi một chuyến. Cô gái nói, cảm ơn. Xích lão trầm giọng nói, nhà đầu, bây giờ thực lực của người phụ nữ Diệp tộc kia đã là một điều bí ẩn, ngươi tuyệt đối không được tùy tiện rời khỏi Hách Lạp tộc, biết không? Cô gái nhìn về phía chân trời, ánh mắt lạnh lẽo, không nói lời nào. Xích lão cũng không nói gì nữa, quay người biến mất ở cuối chân trời. Trên đỉnh núi, cô gái cứ nhìn về phía chân trời như vậy, lạnh lẽo trong ánh mắt nàng dần biến thành mờ mịt. Bên hồ, trong căn nhà trúc. Diệp Huyên ngồi trên ghế dựa, đang im lặng đọc sách, đạo kiếm A Tị và đao giả Mục Thánh đứng ở sau lưng hắn. Nhìn thấy Diệp Huyên bình tĩnh như vậy, Mục Thánh không nhịn được nói, thế tử, người có cách gì đối phó? Diệp Huyên đặt sách cổ xuống, cười nói, không có cách gì đối phó. Diệp tộc mạnh như vậy, ta đánh không lại. Mục Thánh nhíu mày, vậy ngươi không hoảng hốt sao? Diệp Huyên khẽ thở dài, ta hoảng hốt thì có tác dụng gì? Mục Thánh ngươi nói xem, ta đi cầu xin tha thứ, người phụ nữ Diệp tộc kia có bỏ qua cho ta không? Mục Thánh lắc đầu. Diệp Huyên giang tay nhún vai, vậy không phải đúng rồi sao? Cho dù ta cầu xin tha thứ, bà ta cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Làm như thế nào thì bà ta cũng đều không bỏ qua cho ta, ta hoảng hốt thì có tác dụng gì chứ? Mục Thánh trầm giọng nói, vậy ngươi định làm gì bây giờ? Diệp Huyên cười nói, dị duy tộc đến đánh ta, ta chiến đấu đến cùng, chiến đấu đến chết. Diệp tộc đến đánh ta, ta sẽ gọi người, đơn giản vậy thôi. Mục Thánh khẽ thở dài, thế tử, người hoàn toàn không biết gì về thực lực của Diệp tộc. Đạo Nhất ở bên cạnh đột nhiên cười nói, Mục Thánh. Vậy ngươi có bao nhiêu hiểu biết về phụ thân của chủ nhân? Mục Thánh lắc đầu, không hiểu rõ. Đạo Nhất mỉm cười, ta biết Diệp tộc rất mạnh, mạnh đến độ ngay cả ý cảnh cũng chỉ là con sâu cái kiến. Nhưng ta tin tưởng phụ thân của chủ nhân. Người đàn ông áo xanh khủng bố đến mức nào? Nàng ta không biết. Nhưng nàng ta cảm thấy, cho dù người đàn ông áo xanh đối mặt với Diệp tộc thì cũng sẽ không yếu. Đương nhiên. Người đàn ông áo xanh có mạnh hơn Diệp tộc hay không, nàng ta không dám chắc, dù sao Diệp tộc chính là một thế gia vọng tộc mà ngay cả ý cảnh cũng chỉ là con sâu cái kiến. Mục Thánh lại nói, thế tử, người chắc chắn phụ thân kiếp này của ngươi mạnh hơn Diệp tộc sao? Diệp Huyên lắc đầu, không chắc. Mục Thánh nhíu mày, đang định nói tiếp, Diệp Huyên lại nói, đây không phải chuyện ta cần lo lắng. Mục Thánh hơi nghi ngờ, không phải chuyện ngươi cần lo lắng. Diệp Huyên gật đầu. Mục Thánh hỏi tiếp, vậy là ai cần lo lắng? Diệp Huyên chìa hai tay ra, đương nhiên là chuyện cha ta cần lo lắng rồi. Mục Thánh trợn mắt há hốc miệng, thế tử, lỡ như phụ thân ngươi đánh không lại Diệp tộc, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu y đánh không lại, vậy ta cũng chỉ có thể lo liệu hậu sự cho y thôi.
mọi người. Mục Thánh lắc đầu, Thế Tử, người thật là hiếu thuận. Diệp Huyên. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người không sợ bị chủ nhân đánh sao? Diệp Huyên cười hắc hắc, y đánh không lại, chắc chắn ta chỉ có thể lo liệu hậu sự cho y thôi. Đương nhiên, lo liệu cho y xong, cũng nên đến lượt bản thân ta rồi. Mọi người. Mục Thánh thoáng nhìn Diệp Huyên, Thế Tử, người đã chuẩn bị nhận thua rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu, không. Mục Thánh đang định nói chuyện, Diệp Huyên lại chợt nói, Mục Thánh, ta nói gọi người, người nói người ta gọi đến đánh không lại Diệp tộc, vậy người nói thử xem, ta nên làm gì bây giờ? Mục Thánh im lặng. Diệp Huyên khẽ thở dài, ta khổ quá mà, đầu tiên suýt bị mẹ mình giết chết, bây giờ lại thêm một người mẹ nữa đến, hơn nữa, người sau còn mạnh hơn người trước, nói xong, hắn lắc đầu buồn bực. Lúc trước hắn luôn cảm thấy mình rất thê thảm, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy, Diệp thần còn thê thảm hơn hắn. Mẹ ruột hắn hại hắn là bởi vì hiểu lầm, mà sau khi hiểu lầm được dỡ bỏ, bọn họ đã hòa thuận rồi. Nhưng Diệp thần này thì khác, mẹ hắn thật sự muốn giết chết hắn. Bị mẹ ruột mình đối xử như vậy, là ai cũng không dễ chịu. Quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt gì. Đặc biệt là ở loại gia tộc lớn và gia tộc của đế hoàng thế tục này. Gia tộc của đế hoàng không có tình thân, trong đại gia tộc có khác gì đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lại nghĩ đến cha mình. Thật ra cha mình vẫn rất được. Ít nhất, cha mình hy vọng mình ưu tú hơn y. Không thể không nói, đầu thai rất quan trọng. Đúng lúc này, bên hồ phía xa, đột nhiên có một hơi thở mạnh mẽ phóng lên tận trời. Đám người Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, bên hồ, một ông lão đứng dậy, ông ta đã đạt đến ý cảnh. Ông lão kia hít sâu một hơi, một lát sau, ông ta nhìn hai tay mình, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ý cảnh. Cuối cùng ông ta cũng đạt đến ý cảnh rồi. Ha ha. Ông lão không nhịn được cười lớn. Ngay sau đó, dường như ông lão nghĩ đến điều gì, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở nơi xa. Ông ta vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó cung kính thi lễ cảm tạ Diệp Thiếu. Diệp Huyên cười nói, chúc mừng. Ông lão vội nói, toàn bộ đều nhờ Diệp Thiếu cất nhắc. Ông ta cũng coi như hiểu rõ rồi. Thói đời này, có đôi khi phải học cách nịnh bợ được, tương lai tốt đẹp. Diệp Huyên cười nói, sau đó có tính toán gì chưa? Ông lão vội vàng nói, sẵn lòng đi theo bên người Diệp Thiếu. Dốc hết sức mình vì Diệp Thiếu. Diệp Huyên đang định nói chuyện, lúc này, nơi xa lại có người đột phá. Diệp Huyên nhìn về phía những cao thủ ngụy ý cảnh bên hồ kia, hắn phát hiện, hơi thở của tất cả mọi người đang càng ngày càng mạnh lên. Rõ ràng, sẽ càng ngày càng có nhiều người đạt đến ý cảnh. Mà khi những người này đạt đến ý cảnh, thực lực của vùng vũ trụ này sẽ nâng cao thêm một bậc. Nhưng... bây giờ kẻ địch đã trở thành Diệp tộc. Mà trước mặt Diệp tộc thì những cao thủ ý cảnh này căn bản không đáng nhắc tới. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Huyên thầm thở dài. Còn chưa bồi dưỡng những người này thành cao thủ ý cảnh xong thì ý cảnh đã trở thành cấp ý bậc bia đỡ đạn rồi. Mẹ nó! Không chỉ những người này, mình cũng sắp trở thành bia đỡ đạn rồi. Mình mới đột phá được bao lâu? Còn chưa được nửa năm đâu. Nói cách khác. Cha mới đi mấy tháng, mình đã từ một cao thủ đỉnh cấp biến thành bia đỡ đạn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn tiểu tháp, năm đó kẻ địch của cha ta cũng mạnh như vậy sao? Tiểu tháp im lặng một lát, sau đó nói, chủ nhân từng thê thảm hơn ngươi, nhưng phần lớn kẻ địch của chủ nhân đều là người bình thường, cho dù mạnh cũng không mạnh hơn y bao nhiêu. Mà cho dù mạnh hơn rất nhiều thì khi y nổi điên, về cơ bản cũng có thể đánh thắng được. Mà tiểu chủ ngươi, ta cảm thấy, ngươi đừng nghĩ đến nổi điên, cho dù ngươi nổi điên cũng vô dụng. Diệp Huyên. Tiểu tháp cười hắc hắc, tiểu chủ, mặc dù năm đó cũng có người giúp đỡ chủ nhân, nhưng phần lớn thời điểm đều là bản thân y liều mạng vượt qua. Mà tiểu chủ ngươi, trên cơ bản đều là nằm chờ thắng. Diệp Huyên lập tức sầm mặt. Tiểu tháp cũng phát hiện hình như mình nói chuyện không đúng lắm. Ngay sau đó vội vàng sửa lời, đương nhiên, kẻ địch của tiểu chủ ngươi đều không tầm thường, cần người giúp đỡ cũng là chuyện bình thường. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiểu tháp,
năm đó cha và Thanh Nhi là kẻ thù. Tiểu Tháp trầm giọng nói, đúng vậy, năm đó tỷ tỷ váy trắng kia, rất khủng khiếp. Diệp Huyên hơi tò mò, khủng khiếp thế nào? Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé, đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Tiểu Tháp nói, năm đó chủ nhân bị đánh rất thảm. Diệp Huyên lại hỏi, theo như ta biết, hình như lúc đó Thanh Nhi đã sắp diệt thế rồi, cuối cùng là cha ngăn cản muội ấy sao? Tiểu Tháp gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hơi không hiểu, không phải ban đầu cha không đánh lại Thanh Nhi à? Sao cuối cùng lại bỗng nhiên có thể đánh ngang tay rồi? Tiểu Tháp không nói gì. Diệp Huyên hỏi, người cũng không biết sao? Tiểu Tháp ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó nói, dựa theo cách nói của Ngân Hà giới kia thì, hẳn là chủ nhân có vầng sáng nhân vật chính. Thật ra, có lẽ tiểu chủ ngươi cũng có. Diệp Huyên. Vầng sáng, hào quang nhân vật chính. Đạo Nhất ở bên cạnh có chút hiếu kỳ, Tiểu Tháp, hào quang nhân vật chính mà ngươi nói là gì? Tiểu Tháp ngẫm nghĩ, sau đó giải thích, nói đơn giản thì là dù nhân vật chính gặp phải nguy hiểm gì, cũng sẽ không chết, không chỉ không chết, mà càng ngày sẽ càng mạnh, mọi thứ trên thế giới đều chỉ vây quanh hắn. Đại khái là như vậy. Đạo Nhất có chút không hiểu, cho dù thế nào cũng sẽ không chết. Tiểu Tháp nói, đúng vậy. Đạo Nhất lắc đầu cười, vậy thì quá nghịch thiên rồi. Diệp Huyên cười nói, Tiểu Tháp, tại sao ngươi nói ta cũng có hào quang nhân vật chính? Tiểu Tháp nói, chính là cảm giác, nếu chủ nhân có hào quang nhân vật chính, tiểu chủ người cũng có hào quang nhân vật chính, vậy nhà ngươi có đến hai hào quang nhân vật chính rồi. Nói xong, Tiểu Tháp lại càng phấn khích, hai hào quang nhân vật chính ở cùng nhau, thiên hạ vô địch. Diệp Huyên lắc đầu cười, nếu có hào quang nhân vật chính, vậy hào quang này là ai cho ta chứ? Tiểu Tháp không nói gì. Diệp Huyên cười nói, ngươi cũng không biết. Tiểu Tháp ngẫm nghĩ một lúc lâu, ta có một suy nghĩ bạo dạn. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, suy nghĩ gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ đã xem qua sách cổ thế tục hiệp nghĩa chưa? Diệp Huyên nói, từng xem qua một chút, sao vậy? Tiểu Tháp có chút phấn khích nói, tiểu chủ, người nói xem, thế giới này của chúng ta có khi nào là do người nào đó? Ngay lúc này, chân trời phía xa đột nhiên nứt ra. Một luồng áp lực vô hình bỗng chốc quét đến, thoáng chốc cả đất trời lập tức sôi sục. Nhóm người Diệp Huyên đều ngẩng đầu nhìn qua. Trong tháp giới ngục, Tiểu Tháp lại trốn vào một góc run rẩy. Khoảnh khắc vừa nãy, đột nhiên nó có một dự cảm không lành. Tiểu Tháp run giọng nói, ta không dám nói bậy nữa. Đại ca đừng sắp xếp cho ta còn muốn sống thêm vài năm. Ở bên ngoài, Mục Thánh ở bên cạnh Diệp Huyên nhìn bầu trời, vẻ mặt vô cùng nặng nề, người của Diệp tộc đến rồi. Diệp Huyên nhìn bầu trời, vẻ mặt bình tĩnh. Trên trời, một người đàn ông trung niên bước ra. Tăng Kiếp. Mục Thánh ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, một trong ba đại thiên tướng dưới trướng người phụ nữ kia, thực lực cực kỳ khủng khiếp. Cực kỳ khủng khiếp, Diệp Huyên nhìn Tăng Kiếp, quả thực, người này khiến hắn có cảm giác còn nguy hiểm hơn cả Lý Thị Tín kia. Diệp tộc này quả không đơn giản. Trên bầu trời, Tăng Kiếp nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt bình tĩnh, thế tử, vậy mà ngươi vẫn chưa thức tỉnh, vậy cũng không thú vị lắm. Ở bên dưới, Mục Thánh châm chọc nói, Tăng Kiếp, nếu thế tử thức tỉnh, ngươi lại đến một mình sao? Năm đó ngươi ở trước mặt thế tử, ti tiện như một con chó, ngươi quên rồi sao? Tăng Kiếp lắc đầu, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Thế tử, về việc ngươi còn sống, tộc trưởng rất không vui, bà ấy đã phân phó, lần này khiến ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thời gian này, không chỉ ngươi, mà tất cả mọi thứ liên quan đến ngươi đều phải biến mất. Diệp Huyên khẽ cười nói, đây là muốn chém tận giết tuyệt rồi. Tăng Kiếp nhìn xung quanh, khẽ nói, thế tử, nơi này đúng là một chỗ yên nghỉ không tệ. Nói rồi, hắn ta nhìn Diệp Huyên, thế tử tự mình ra tay, hay là ta ra tay? Diệp Huyên cười nói, Diệp tộc các ngươi giết người đều rông dài vậy sao? Tăng Kiếp nhìn Diệp Huyên, càn khôn đã định. Hắn ta cũng chẳng thích rông dài, vừa nãy quét mắt nhìn xung quanh, trong vùng vũ trụ này, hắn ta không cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ nào cả. Cũng có nghĩa là, lần này sẽ không có chuyện bất ngờ gì cả. Không đúng.
Tăng Kiếp nhìn cánh tay thần thú trên hai vai Diệp Huyên, trong vật này, lại có một linh hồn mạnh mẽ, ra ngoài gặp mặt. Ha ha! Lúc này, âm thanh của thần thú đột nhiên vang lên trong sân, sau đó, thần thú đã xuất hiện trên đầu Diệp Huyên. Tăng Kiếp nhìn thần thú, vẻ mặt bình tĩnh, không quá yếu. Thần thú cười nói, vừa nãy các hạ nói càn khôn đã định, các hạ không thấy nói lời này quá sớm sao? Tăng Kiếp khẽ cười, cho dù hiện tại hắn thức tỉnh, mà hắn đã bị mất đi huyết mạch, thì không còn cơ hội trở mình rồi. Thần thú cười lớn, Diệp tộc tưởng đã vô địch cả vũ trụ rồi sao? Vẻ mặt Tăng Kiếp vô cảm, không dám nói vô địch, nhưng có tư cách làm đối thủ của Diệp tộc ta cũng không quá một bàn tay. Thiên yêu quốc lại càng không có tư cách. Thần thú cười nói, muốn lĩnh giáo một chút. Tăng Kiếp gật đầu, đến đi. Thần thú đột nhiên biến mất. Ở phía xa, Tăng Kiếp vung tay, thoáng chốc, cả bầu trời lập tức biến thành một con sông kỳ lạ. Ở bên dưới, sắc mặt Mục Thánh cực kỳ nghiêm trọng, con sông thời gian. Hắn lại luyện được con sông thời gian rồi. Diệp Huyên nhìn Mục Thánh, con sông thời gian là gì? Mục Thánh trầm giọng nói, một loại thần thông cực kỳ đáng sợ, có thể thực chất hóa hoàn toàn duy độ thời gian, hơn nữa còn dùng. Nói rồi, nàng ta nhìn bầu trời, thế tử, chạy đi. Diệp Huyên lắc đầu, ta chạy đi đâu? Mục Thánh nhìn Diệp Huyên, vậy làm thế nào? Diệp Huyên cười nói, cứ xem trước đi. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên bỗng nói, tiểu tháp, ngươi chạy đâu rồi? Bên trong tháp giới ngục, tiểu tháp vẫn còn trốn trong góc. Diệp Huyên gọi tiểu tháp ra, hắn nhìn tiểu tháp, cười nói, tiểu tháp, ta thật sự có hào quang nhân vật chính kia sao? Tiểu tháp liên tục lắc đầu, tiểu chủ, ta không biết gì cả, đừng hỏi ta. Nói xong nó lập tức chạy vào trong tháp giới ngục. Diệp Huyên ngây người, tiểu tháp này sao vậy? Lúc này, bầu trời bỗng nứt ra, sau đó một bóng người đáp xuống trước mặt nhóm người Diệp Huyên. Chính là thần thú. Diệp Huyên nhìn thần thú, đã kết thúc rồi sao? Mục Thánh đột nhiên nói, bọn họ ít nhất cũng đã đại chiến mấy trăm ngày. Mấy trăm ngày? Diệp Huyên. Trên trời, Tăng Kiếp kia cũng đã xuất hiện, hắn ta nhìn xuống thần thú, đánh giá ngươi quá thấp rồi. Thần thú cười lớn ha ha, nhìn Diệp Huyên nói, bản thể ta không ở đây, không thể làm gì được người này, tiểu tử, ta hết sức rồi. Chuyện tiếp theo, đến lượt ngươi biểu diễn rồi. Diệp Huyên nhìn Tăng Kiếp kia, cười nói, ta muốn hỏi một vấn đề, ngươi đừng để ý gì cả. Chính là, tộc trưởng các ngươi thật sự là mẫu thân ruột kiếp trước của ta sao? Tăng Kiếp nhìn Diệp Huyên, đúng. Diệp Huyên lại nói, sẽ không có hiểu lầm gì chứ. Ví dụ như, là bà ấy muốn rèn luyện ta, nên mới đối xử như vậy với ta. Tăng Kiếp nhìn Diệp Huyên, ta cảm thấy, có thể ngươi đã nghĩ nhiều rồi. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi có con hay không vậy? Tăng Kiếp nhíu mày, ngươi muốn hỏi gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, các hạ, nếu con trai ngươi quá xuất sắc, ngươi sẽ giết chết nó sao? Tăng Kiếp nheo mắt, ánh mắt chợt sắc lạnh. Diệp Huyên cười nói, thật ra, ta chỉ là muốn xem có phải hiểu lầm hay không. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải hiểu lầm gì cả, mà người mẹ kiếp trước của ta thật sự muốn giết chết ta. Tăng Kiếp nhìn Diệp Huyên, ngươi từng là thế tử yêu nghiệt nhất tộc ta không muốn ra tay giết ngươi, ngươi có thể lựa chọn tự sát, ta sẽ cho ngươi chết một cách thể diện. Diệp Huyên nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tăng Kiếp, Diệp Huyên lại hỏi, cha kiếp trước của ta thì sao? Vợ ông ấy muốn giết con trai mình, chẳng lẽ ông ấy không quan tâm sao? Tăng Kiếp nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên có chút nghi hoặc đang định nói thì lúc này, Mục Thánh ở bên dưới đột nhiên nói, thế tử, phụ thân người năm đó đã chết rồi. Diệp Huyên nhíu mày, đã chết. Mục Thánh gật đầu, là người phụ nữ kia tự mình nói. Diệp Huyên trầm giọng nói, chết thế nào? Mục Thánh lắc đầu, không biết. Diệp Huyên bỗng hỏi, không phải là do người phụ nữ kia giết chứ? Nghe vậy, mí mắt Mục Thánh khẽ giật, chuyện này không thể nào chứ? Ở bên cạnh, sắc mặt Diệp Huyên cũng có chút khó coi, nếu thật sự do bà ấy giết chết, vậy bà ấy cũng quá ác đi. Giết chết cả phu quân, cả con trai, chết tiệt. Lúc này, Tăng Kiếp ở trên trời bỗng nói, thế tử, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi tự sát hay là ta giết?
Thật sự hắn ta hy vọng là Diệp Huyên tự sát. Tại sao? Bởi vì tên này thật sự là con trai ruột của tộc trưởng. Nhớ đâu ngày nào đó tộc trưởng trúng gió, tự dưng cảm thấy áy náy với đứa con trai này, đến lúc đó bản thân hắn ta phải làm sao? Chuyện này không phải không có khả năng. Phụ nữ thay đổi rất nhanh. Vì vậy, hắn ta muốn Diệp Huyên tự sát, như vậy thì hắn ta có thể bớt chút nhân quả. Diệp Huyên nhìn Tăng Kiếp, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Vẻ mặt Tăng Kiếp u ám, người đừng làm ta loạn. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta muốn hỏi chút, trước lúc người đến, người phụ nữ kia nói với người thế nào? Tăng Kiếp nhìn Diệp Huyên chằm chằm, chuyện này rất quan trọng sao? Diệp Huyên gật đầu, rất quan trọng. Tăng Kiếp nói, tộc trưởng muốn người biến mất khỏi thế giới này, biến mất hoàn toàn, không chỉ ngươi, mọi thứ liên quan đến ngươi đều phải biến mất. Bà ấy thật sự muốn giết ngươi, chứ không phải vì muốn rèn luyện ngươi, ngươi hiểu rồi chứ? Diệp Huyên trầm giọng nói, sau khi giết ta thì sao? Tăng Kiếp nhíu mày, ý ngươi là gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta cảm thấy, bà ấy còn có ý khác, mà ngươi, đã hiểu sai ý của bà ấy rồi. Tăng Kiếp nhìn Diệp Huyên chằm chằm, có ý gì? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, người đấy, quá đơn thuần, ta nói cho người biết, ta là do bà ấy mang thai 10 tháng sinh ra đấy. Người nghĩ xem, khắp thiên hạ có người mẹ nào thật sự muốn con trai mình chết chứ? Nếu bà ấy thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, tại sao không đích thân đến, mà để ngươi đến? Chuyện này, người phải nghĩ thật kỹ, nghĩ thật kỹ, nghe vậy, sắc mặt Tăng Kiếp trở nên khó coi. Diệp Huyên nói tiếp, quả thật, ban đầu bởi một vài chuyện khiến mẹ con ta xích mích, nhưng bây giờ đã qua nhiều năm rồi, cơn giận của bà ấy chắc cũng nguội bớt rồi. Bà ấy để ngươi đến giết ta không phải để ngươi thật sự giết ta, chắc chắn là muốn xem thái độ ta hiện tại như thế nào. Ta nói cho ngươi biết, thái độ của ta là ta biết sai rồi. Ngươi quay về nói với bà ấy, cứ nói là ta biết sai rồi. Ta sẽ không chọc bà ấy tức giận nữa. Biết sai rồi. Mục Thánh và A Tị nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt ngơ ngác. Trên trời, vẻ mặt Tăng Kiếp càng lúc càng khó coi. Diệp Huyên nhìn Tăng Kiếp, thành thật nói, Tăng Kiếp, người phải nghĩ thật kỹ đấy. Tăng Kiếp. Thù diệt tuyệt. Lúc này trong lòng Tăng Kiếp như có nghìn con ngựa phi nước đại. Mẹ nó như vậy ai chịu nổi. Như hắn ta nghĩ lúc này, cho dù tộc trưởng thật sự muốn giết chết Diệp Huyên. Nhưng nhớ đâu sau này ngày nào đó bà ta đứt dây thần kinh, lại thấy có lỗi với Diệp Huyên. Lúc đó, muốn dập tắt áy náy trong lòng thì cách tốt nhất là xử lý hắn ta đây thôi. Mẹ nó! Đây không phải là chuyện không thể xảy ra. Ở bên dưới, Diệp Huyên nhìn Tăng Kiếp, ta cảm thấy, ngươi có thể quay về hỏi rõ một chút, tu hành đến nay, đúng là không dễ, bước nhầm một bước thì đúng là vạn kiếp bất phục. Bình tĩnh một chút, không sai đâu. Dù sao ta ở đây, cũng chẳng chạy đi đâu, ngươi nói xem. Tăng Kiếp nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nói tiếp, chuyện giữa mẹ con chúng ta, người ngoài như ngươi không nên nhúng tay vào là tốt nhất. Tăng Kiếp. Diệp Huyên cũng không nói gì thêm. Trong sân rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Tăng Kiếp liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó bóng dáng dần dần trở nên mờ ảo. Không lâu sau. Hắn ta đã hoàn toàn biến mất. Đi rồi. Thấy vậy, Diệp Huyên thoáng chốc nhẹ nhõm trong lòng. Mục Thánh ở bên cạnh trầm giọng nói, thế tử, người thật sự muốn nhận sai với người phụ nữ kia sao? Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, Mục Thánh ngốc nghếch, người phụ nữ hành động tuyệt tình, lòng dạ ác độc hiếm thấy như vậy, nhận sai có tác dụng gì chứ? Mục Thánh chớp mắt, người thật sự lừa hắn đi sao? Đạo Nhất nói, người có cách gì sao? Diệp Huyên nhìn lên trời, chúng ta đến vĩnh sinh giới. Nghe vậy, mọi người trong sân đều ngây người. Mục Thánh kinh ngạc, đến vĩnh sinh giới. Diệp Huyên gật đầu. Mục Thánh trầm giọng nói, thế tử, vừa nãy ngươi lừa Tăng Kiếp đi, bây giờ lại muốn đến vĩnh sinh giới, người nghĩ gì vậy? Đạo Nhất cũng nghi hoặc, người muốn làm gì? Diệp Huyên nhìn bầu trời, khẽ cười nói, vừa nãy chỉ là kế hoãn binh tạm thời, bởi vì chắc chắn bọn họ sẽ đến. Không chỉ đến, mà có thể người phụ nữ kia sẽ đích thân đến. Nếu đã như vậy,
chỉ bằng chúng ta tự mình đến vĩnh sinh giới. Đạo Nhất trầm giọng nói, người muốn tìm đường sống trong hố chết. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Mục Thánh thấp giọng nói, người đi vĩnh sinh giới chính là có chết không có sống. Diệp Huyên cười nói, Mục Thánh, cô nói xem, nếu ta đột nhiên xuất hiện ở vĩnh sinh giới, Diệp tộc và người phụ nữ kia sẽ thế nào? Còn có các thế lực lớn ở vĩnh sinh giới sẽ thế nào? Mục Thánh nhìn Diệp Huyên, người phụ nữ kia chắc chắn sẽ giết ngươi. Đạo Nhất bỗng nói, chưa chắc. Mục Thánh nhìn Đạo Nhất khẽ nói, nếu chủ nhân xuất hiện ở vĩnh sinh giới, người phụ nữ kia hiện tại muốn giết hắn, Diệp tộc sẽ nhìn bà ta thế nào? Các thế lực lớn vĩnh sinh giới sẽ nhìn bà ta thế nào? Dù là giết mẹ hay là giết con, thì đều không vinh quang gì, nhất là bây giờ, chủ nhân đã không thể đe dọa được địa vị của bà ta, nếu bà ta còn ra tay, đừng nói là thế lực khác, mà chính một vài người trong Diệp tộc cũng sẽ không nhìn được. Đương nhiên. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, chủ nhân đang đánh cược. Dùng mệnh đánh cược. Diệp Huyên cười nói, không còn lựa chọn nào khác, cược một trận thôi. Đạo Nhất cười nói, không phải ngươi còn kiếm chủ lệnh sao? Diệp Huyên khẽ cười, đây chẳng phải còn chưa đến mức tuyệt vọng mà. Ta muốn thử cố gắng thử. Đạo Nhất không nói gì. Nàng ta biết, trong lòng Diệp Huyên không muốn dùng đến kiếm chủ lệnh. Nếu dùng kiếm chủ lệnh, cho dù Diệp Huyên có thừa nhận hay không thì cuối cùng trong lòng đều sẽ nảy sinh ý nghĩ dựa dẫm. Sau này có địch, dùng lệnh là được. Một khi có thái độ như vậy, nếu hắn muốn vượt qua người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng, có thể nói là chuyện viển vông. Người đàn ông áo xanh để lại kiếm chủ lệnh, ý định không hề đơn giản như vậy. Diệp Huyên bỗng nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi hắn nhìn sang Đạo Nhất, Đạo Nhất, cô ở lại đây, đưa bọn họ theo để phòng dị duy tộc. Đạo Nhất lắc đầu, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên đang định nói thì Đạo Nhất lại nói, ta đi cùng ngươi. Dù có chết cũng vậy. Nàng ta biết, Diệp Huyên để nàng ta ở lại để phòng dị duy tộc là giả, mục đích thật sự là không muốn để nàng ta đi theo gặp nguy hiểm. Bởi vì lần này đến vĩnh sinh giới, bản thân Diệp Huyên cũng không chắc chắn hắn có thể cược thắng. Thật ra, Diệp Huyên còn có một mục đích khác, chính là lần này đến vĩnh sinh giới, nếu hắn chết ở vĩnh sinh giới thì ít nhất vùng vũ trụ này vẫn được bảo vệ. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, thở dài trong lòng. Hắn biết, suy nghĩ và mục đích của mình không thể giấu được cô gái này. Đạo Nhất đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nơi này giao cho các tài ách. Ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên không nói gì. Đạo Nhất cười nói, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ lén đi theo, dù sao chân cũng là ở trên người ta. Diệp Huyên lắc đầu cười, vậy thì cùng đi vậy. Nói rồi, nàng ta nhìn tài ách, các cô ở lại nơi này cẩn thận đối phó với dị duy tộc. Tai Ách trầm giọng nói, ta cũng muốn đi cùng ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, không được. Tai Ách nhìn Diệp Huyên, dựa vào đâu Đạo Nhất có thể, mà ta không thể. Diệp Huyên không biết nói gì. Đến rồi. Lúc này, đột nhiên hắn cảm nhận được Diệp Thần năm đó khó khăn đến thế nào. Diệp Huyên cười khổ, nếu các ngươi đều đến vĩnh sinh giới thì nơi này làm sao? Vẻ mặt Tai Ách vô cảm, mặc kệ. Diệp Huyên. Lúc này, pháp tắc thời gian ở bên cạnh cũng nói, ta cũng muốn đi. Diệp Huyên lập tức muốn nổ đầu rồi. Đạo Nhất nhìn pháp tắc thời gian và pháp tắc tai ách, cười nói, biết tại sao năm đó chủ nhân lại khá thích ta không? Hai cô gái nhìn Đạo Nhất, vẻ mặt không tốt chút nào. Năm đó có thể nói là Diệp Thần độc sủng Đạo Nhất. Đạo Nhất cười nói, bởi vì các ngươi chỉ biết tranh giành ghen tuông. Mà không suy nghĩ vì hắn. Các ngươi cho rằng ta đi cùng hắn thật sự là đồng sinh cộng tử với hắn sao? Vẻ mặt Tai Ách vô cảm, chẳng lẽ không phải sao? Đạo Nhất lắc đầu, Tai Ách, lần này chúng ta đến vĩnh sinh giới, không phải đấu sức, mà là đấu trí, hai người các ngươi có mưu lược như ta không? Hai cô gái không nói gì. So về tâm kế, quả thực hai cô gái không phải đối thủ của Đạo Nhất. Ngay cả A Mệnh cũng không phải. Đạo Nhất lại nói, tuy dị duy tộc đã rút lui nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ không quay lại, nơi này nhất định phải có người trấn giữ. Vì vậy, các ngươi phải ở lại nơi này giúp đỡ A Mệnh, cùng bảo vệ vùng vũ trụ này. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 150.